với VinGroup thì tư duy về thượng tôn pháp luật là tư duy hàng đầu. Và với những người làm nghề pháp chế như chị thì cái đấy là thực sự là chị nghĩ là vất vả đến đâu chị cũng có thể gắn bó được. Nếu như em suy nghĩ cái việc đấy là kinh khủng thì em sẽ không muốn làm. Nhưng nếu như em nghĩ mình đang được làm ở cái nơi mà mình nghĩ là nghề của mình phát triển tốt nhất thì cho dù có vất vả đến đâu, có khó đến đâu thì nó cũng là cái niềm yêu thích của mình. Khó đến mấy cũng có thể vượt qua được. Và mỗi một lần mình vượt qua là mỗi một lần mình trưởng thành trong công việc. Khi mình lựa chọn thì mình vui vẻ với lựa chọn đấy. Và chị không nghĩ là có một cái sự hài hòa cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Ừ, mình sẽ làm rất tốt công việc của mình, nhưng mình vẫn có nhiều thời gian để mình đi chơi, hoặc nhiều thời gian dành cho gia đình, hoặc nhiều thời gian để mình làm bất cứ cái việc gì trong bất cứ thời gian nào. Cái việc đấy là không thể. Chào mừng các bạn đã đến với tập 9 của podcast Behind the Scene, podcast hợp tác giữa Spyroom và Arisino nhằm đem đến những câu chuyện hậu trường phía sau những nhà lãnh đạo, những C-level hàng đầu tại Việt Nam. Và hôm nay thì tập số 9 này là một tập hết sức đặc biệt, bởi vì đây là tập đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Và mình thì rất là vui, bởi vì ngày hôm nay thì cũng có mặt ở đây là chị Đặng Thu Hằng. Hiện giờ chị Hằng đang là giám đốc pháp chế của Vincom Retail, cũng là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế. Thì em rất là vui mừng ngày hôm nay là đầu xuân năm mới thì cũng mời được chị Hằng đến đây. Trước khi mình bắt đầu thì em không biết là chị Hằng có muốn gửi gắm gì đến các bạn khán thính giả Behind the Scene, và cũng như là giới thiệu thêm một chút về bản thân chị cũng như hành trình sự nghiệp của chị được không? Rất là cảm ơn Việt Anh. Thì hôm nay thì thực sự là cũng cảm ơn Việt Anh đã cho chị một cái cơ hội là ngày đầu năm mới được chia sẻ với khán thính giả về những cái kinh nghiệm của mình. Và lý do vì sao mà chị nhận lời Việt Anh, vì là chị nghĩ đây là cũng là một chút gì đó mà chị cũng có thể gửi tới các bạn khán thính giả như là một lời chúc, một chút chia sẻ cho tất cả các bạn. Và hy vọng rằng trong năm mới thì tất cả các bạn khán thính giả sẽ có rất nhiều niềm vui mới, có thêm những thành công trong sự nghiệp và cũng đón nhận được nhiều những cái thông tin, những cái chia sẻ để mình có thể phát triển tốt hơn trong cái quá trình làm việc của mình. Thì là lời đầu năm mới là chúc tới Việt Anh và toàn bộ khán thính giả một lời chúc may mắn và thành công, hạnh phúc. Thì hôm nay ấy, thì đến với Spyroom thì là chị cũng chia sẻ với mọi người là để đến với cái buổi hôm nay thì mình cũng có cả một cái quá trình mình làm việc hơn 20 năm ở trong nghề pháp chế. Thực ra là nếu mà nói là chị làm chọn thời gian cho nghề pháp chế thì cũng không hoàn toàn đúng. Tại vì trong cái quá trình sự nghiệp làm thì chị cũng có làm thêm những cái công việc ngang khác nhau trong đấy. Nhưng mà cái quá trình phát triển như thế và làm như thế thì cũng mục đích chính là phục vụ một cái thứ rất yêu thích của chị. Đấy là làm nghề. Chị bắt đầu công việc từ năm 2002 và đến năm nay thì được 22 năm trong nghề. Và hiện tại bây giờ thì chị cũng đang làm tại VinGroup và với vị trí như là Việt Anh đã giới thiệu. Thì hôm nay thì cũng hy vọng là có một chút gì đấy đem đến khán thính giả về cái kinh nghiệm bản thân của chị trong cái quá trình phát triển sự nghiệp. Và nếu như đó cũng là những cái kinh nghiệm mà cho các bạn khán thính giả có thể tham khảo để có một cái lộ trình riêng cho mình. Hy vọng đấy là những cái thứ giá trị nó cũng có ích và đem tới các bạn. Vì hiện tại bây giờ thì mình cũng đang làm tại Vincom Retail và cũng làm việc tại VinGroup đâu đó được khoảng 9 năm. Vâng, đấy có thời gian em nghĩ là rất là dài. Mà. Cũng gần một nửa quãng thời gian mình đi làm. Vâng. Thực ra thì em rất là tò mò vì chị nói là chị đã làm pháp chế đến nay là 22 năm. Thì thực sự đó là quãng thời gian rất là dài, thậm chí là với nhiều bạn khán thính giả có khi đó là bằng cả quãng, có khi là bằng tuổi các bạn ấy luôn. Vậy thì để gắn bó với một cái lĩnh vực như thế, em nghĩ là chắc chắn nó phải có một cái cơ duyên gì đó, hoặc là một cái điều gì đó khiến cho chị gắn bó với nó. Vậy thì với chị nó là gì? Thực sự là mình nghĩ là ở cái lĩnh vực ngành nghề nào cũng thế, cũng rất là cần cái sự đam mê. Và với nghề của mình ấy, nếu mà nhìn vào thì thực sự nó là một cái công việc mà cũng không hề gọi là dễ dàng một chút nào. Và đôi khi nhìn thì còn thấy là rất là đau đầu ấy.
một cái công việc mà nếu mà nói về nghề không là mọi người đã nghĩ ngay đến là tranh chấp này, rồi là nghĩ ngay đến những cái thứ mà nó không vui vẻ. Nhưng mà để có thể mà thành công trong cái công việc đấy của mình thì luôn luôn là mình tìm thấy điểm yêu thích từ lúc mình đi học cho đến lúc mình đi làm. Và cái cách để mình yêu thích công việc ấy là như thế nào thì chị nghĩ là với bản thân chị thì chị luôn luôn tìm thấy cái điểm tích cực trong đó để mà chị có thể làm được tốt hơn sau mỗi một công việc tại một đơn vị, một doanh nghiệp và sau mỗi một sự vụ mà mình cũng nghĩ là trước khi làm thì có thể là thấy khó thật sự, nhưng làm xong rồi thì mình cảm thấy là có những thứ thực sự rất khó nhưng mà khả năng của con người đúng là vô hạn. Nên là những cái thứ đấy thì khi mà nhìn vào thì thấy kinh khủng, nhưng làm được thì nó là cả một cái niềm vui. Nhưng mà niềm vui đấy nó cũng chỉ đến được nếu như thực sự bạn yêu thích. Thì đấy là chị nghĩ là với công việc của chị và chị có thể làm được đến bây giờ, và chị vẫn mong muốn làm như thế cho đến khi nào chị còn khả năng chị làm được. Thì chị nghĩ là cái đấy là duy trì cái sự yêu thích trong công việc và luôn luôn tìm tòi. Thế thì trong cái hành trình sự nghiệp của chị ấy, có bao giờ chị nhìn ngược lại và chị thấy rằng là mình đã đi thực sự là xa như thế nào so với ví dụ như chị Hằng của 22 năm trước khi mình bắt đầu sự nghiệp? Thực ra nhá, là chị không nhìn lại. Vâng. Không dám nhìn lại. Và chị cũng chia sẻ với Việt Anh là như này. Sau một quá trình dài mình đi làm, và chị nghĩ là cũng chưa bao giờ công việc của chị nhàn thật sự đến bây giờ. Và chị nghĩ là cũng không biết là người khác làm trong nghề như thế nào, nhưng mà chị nghĩ đây là một cái chung ấy của nghề bọn chị. Và đặc biệt là khi mà chị làm ở những môi trường mà quy mô cũng tương đối lớn, công việc cũng khá là khó, thì cái sự nhàn hạ trong đấy chắc chắn là không có, và mức độ khó nó cứ tăng dần. Như chị nói là để mà duy trì và phát triển và thực hiện được cái sự đam mê trong công việc thì mình phải có một cái tư duy thực sự là tích cực. Và sau rất là nhiều năm chị làm ấy thì chị thấy rằng là bây giờ là chị không có cái phản ứng từ chối với bất cứ công việc gì. Việt Anh hiểu ý chị không? Vâng, em có có nghĩa là nó đã tạo thành như một cái phản xạ ấy. Bản thân mình tự nhiên là mình nhận một cái công việc gì đấy và mình nghĩ là mình không làm được thì đương nhiên là một loạt những cái thứ nó khó phía sau. Nhưng nếu mình tiếp nhận thông tin và mình nghĩ là kiểu gì mình cũng có cách mình làm và kiểu gì cũng làm được, thì cái tư duy đấy nó cũng sẽ giúp mình thúc đẩy và đưa ra cho mình những cái cách thức để mình thực hiện được. Và khi mà mình nghĩ như thế thì chị không biết là với Việt Anh như thế nào nhé, nhưng đúng là cái tinh thần đấy nó là tinh thần của startup. Và trong khi mà mình đang để trong đầu mình một cái thứ suy nghĩ về một cái thứ mà mình muốn làm, thì có thể là có khi đang làm một cái việc gì đấy cá nhân mình vẫn đang nghĩ về việc đấy, và có thể là khi mình đang làm một cái việc khác nhưng mình lại lóe lên một cái cách, một cái suy nghĩ có khi chính từ cái công việc nó không liên quan đấy, thì nó cũng ra được cái phương hướng. Hoặc là chị có một cái cách nữa mà không biết là Việt Anh có áp dụng không, nhưng mà chị áp dụng khá là triệt để. Chị luôn luôn có cái tư duy là khó quá không làm được, nhờ người khác. em cũng rất đồng tình với chuyện này, tại vì thực ra với vai trò là một startup founder thì có rất nhiều thứ mà em cũng không biết và đến bây giờ em vẫn không biết. Nhưng mà mình học được cách là em nghĩ là nếu mình nhìn lại cả quãng thời gian mình làm startup đến nay 8 năm đấy, thì em nghĩ là một trong những kỹ năng mà em học được nhiều nhất là cách để gọi là tin những người có thể giúp mình, tìm và tin được những người có thể giúp đúng mình. Quan trọng nhất là tìm được người có thể giúp mình. Và trong nghề của chị nhá, thì chị thường là như này. Đương nhiên là những cái người mà làm cùng ngành chuyên môn của mình học hỏi kinh nghiệm là đương nhiên. Những việc khó mình học hỏi kinh nghiệm là đương nhiên. Nhưng mà chị có một cái cách nữa là chị thường là tham khảo ý kiến của cái người không làm trong nghề với mình. Vâng. Và cái ý kiến của những người đấy thường là một cái nhìn nhận và cách đánh giá rất là khách quan. Là cái việc đấy với người ta thì người ta nghĩ như này. Và thường nhá, chị thấy phải đến 90% những thứ chị vướng là chị hỏi ý kiến của những người không trong nghề của chị về cái cách nhìn nhận của họ để chị tìm ra một cái hướng nào đấy trong cái thứ mà mình đang vướng. Và đặc biệt là những người mà làm sếp của mình, tại vì chị luôn tư duy là những người làm cao hơn mình chắc chắn là tư duy và cái cách thức làm việc là giỏi hơn mình rất là nhiều rồi. Và bây giờ chị có một cái phản xạ là chị không nghĩ là không có cái gì không thể làm được,
mà luôn luôn có những cái cách để làm được. Mình không làm được thì mình sẽ có một cái sự hỗ trợ nào đấy, và mình sẽ tìm đi một cái hướng nào đấy. Và xung quanh mình thì luôn luôn có những người họ có thể hỗ trợ được mình những cái việc đấy trong lúc mình vướng. Vâng. Và kết quả bao giờ nó cũng, chị nghĩ là nếu mà 100% như ý mình mong muốn thì chị cũng không nghĩ là tất cả mọi việc nó đều như thế, nhưng đâu đấy nó đều đạt được cái kết quả cuối cùng mà mình mong muốn mình làm. Vâng. Thì đấy là cái mà chị thấy là trong toàn bộ cái quá trình làm việc của chị đến bây giờ chị vẫn là như thế đấy. Vâng. Ừ. Em nghĩ là đấy là một lời khuyên rất là hay, mà thực ra không phải chỉ là những người chủ doanh nghiệp hay là những người maybe xem podcast này thì sẽ có rất nhiều người là chủ doanh nghiệp và họ cũng quan tâm đến câu chuyện xây dựng doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp bền vững và phát triển tốt. Ngoài ra thì cái tệp khán giả của bọn em thì cũng là những bạn trẻ. Mà em nghĩ thực sự là cái tư duy không ngại khó này, và thực sự là tư duy về câu chuyện là mình phải lao vào làm, và mình có thể gọi là hỏi những người có thể là không phải chuyên môn của mình, tức là đánh giá và nhìn nhận những góc nhìn rộng hơn. Thực sự em nghĩ đấy là một lời khuyên rất là hay. Em muốn hỏi chị hàng sâu hơn một chút, đó là chị đã gắn bó với Vingroup tính đến nay là, như chị chia sẻ, là 9 năm. Vậy thì có lý do gì đặc biệt cho chuyện là tại sao chị lại gắn bó với Vingroup như vậy không ạ? Với cả có cái lộ trình sự nghiệp hay là cái sự phát triển của chị ở trong tập đoàn là như nào? Thực ra chị cũng chia sẻ như này nhé. Chị trước khi vào Vingroup thì chị cũng làm ở một số tập đoàn khác rồi. Vâng. Và chị nghĩ là trong cuộc sống cái gì cũng có duyên cả. Trước khi chị vào Vingroup thì chị cũng biết đến Vingroup là một tập đoàn rất là lớn. Và chị nghĩ là đâu đấy trong sự nghiệp của chị cũng sẽ có lúc chị sẽ xin vào Vingroup để chị thử. Và cái cơ duyên đến với chị thì nó cũng rất là ngẫu nhiên thôi. Và chị cũng đã gắn bó đến bây giờ cũng được 9 năm, hơn 9 năm. Thì để mà gắn bó với Vingroup và có cái sự gọi là gì nhỉ, yêu thích và có thể làm được lâu dài, thì chị nghĩ là với nghề của chị nhá, là chị thấy là chị được làm ở một nơi đúng là được làm nghề. Vì với Vingroup thì tư duy về thượng tôn pháp luật là tư duy hàng đầu. Vâng. Và với những người làm nghề pháp chế như chị thì cái đấy là thực sự là chị nghĩ là vất vả đến đâu chị cũng có thể gắn bó được. Vì cái đấy là cái rất là quan trọng luôn. Và tư duy của người chủ đã như thế thì với mình ấy là mình luôn luôn mình phải đặt mình vào ở một cái thế là gì, mình làm thế nào để mình tuân thủ pháp luật tuyệt đối và cũng phục vụ được nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì hai cái thứ đấy đi song hành với nhau, nó cũng tạo cho chị một cái niềm yêu thích trong cái công việc của mình và trong cái quá trình gắn bó với Vingroup. Và đến bây giờ thì có thể là Việt Anh cũng nghe đâu đấy ở bên ngoài nói về làm việc ở Vingroup thì sẽ như thế nào, đúng không? Chắc chắn là em cũng sẽ nghe thấy. Vâng. Và chị cũng có rất là nhiều người bạn nói với là tại sao lại có thể gắn bó lâu như thế, vì là nói là làm việc ở Vingroup thì rất là kinh khủng thế nọ thế kia. Nhưng mà như chị lúc nãy chị có chia sẻ, thực ra là mình nghĩ gì thôi. Vâng. Nếu như mình nghĩ là nó thực sự quá kinh khủng thì em sẽ nghĩ là một loạt những từ phía sau nó rất là tiêu cực. Tiêu cực ở đây không phải là tiêu cực, là tiêu cực theo một cái chiều hướng gì đấy nó không theo đúng nghĩa đen. Mà tiêu cực ở đây là nếu như em suy nghĩ cái việc đấy là kinh khủng thì em sẽ không muốn làm. Vâng. Nhưng nếu như em nghĩ đấy là thực sự là một cái công việc mà một nơi mình thấy là mình có thể phát triển tốt nhất về bản thân, về nghề, và mình đang được làm ở cái nơi mà mình nghĩ là nghề của mình phát triển tốt nhất, thì cho dù có vất vả đến đâu, có khó đến đâu thì nó cũng là cái niềm yêu thích của mình và sẽ đi theo một cái chiều hướng cực kỳ tích cực trong công việc cũng như là trong cái tinh thần làm việc với mọi người, với đồng nghiệp và trong cái tất cả các quan hệ khác. Nên đấy là lý do mà chị gắn bó với Vingroup khá lâu là vì thế. Và đến bây giờ chị vẫn có một cái tinh thần như thế với Vingroup. Em cũng tin vào câu chuyện là thực ra khó hay dễ thì phần lớn nó cũng nằm ở câu chuyện mình đang muốn gì và thực sự mình đang nhìn nhận mọi thứ như thế nào. Rõ ràng là chị đã có một quãng thời gian rất là dài, chị gắn bó gần một thập kỷ, gắn bó với một tập đoàn lớn nhất, gọi là quy mô lớn nhất Việt Nam, thuộc hàng lớn nhất. Thì chắc chắn chị sẽ có những kinh nghiệm về cách thức để mình có thể xây dựng một cái lộ trình phát triển hoặc xây dựng sự nghiệp trong một tập đoàn để có thể là đến một ngày mình lên được những vị trí rất là cao. Thì không biết là chị có thể chia sẻ cái điều này được không ạ? Chị nghĩ là như thế này. Thực ra với mỗi bản thân quan trọng nhất là mình xác định được điểm mạnh của mình là gì. Vâng. Và cái
niềm yêu thích của mình là gì. Thực ra niềm yêu thích về nghề của chị, như chị chia sẻ với Việt Anh, là chị rất là thích cái nghề này. Thì đương nhiên là mình thích thì mình sẽ gắn bó. Nhưng mà xác định điểm mạnh để mình làm gì khi mà mình làm nghề. Chị nói ví dụ như trong nghề của chị nhé. Có những người ta chỉ thích đi là làm chuyên sâu về chuyên môn và làm ở vị trí chuyên gia, không làm quản lý chẳng hạn. Và ngay từ đầu người ta xác định như thế. Vì giữa những người mà chỉ làm chuyên sâu về chuyên môn, không quản lý một ai, thì là người ta định hình là trong quá trình sự nghiệp của tôi ấy, tôi sẽ đi xuyên suốt như thế. Ví dụ như tôi chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp chẳng hạn. Thì từ ngày ra trường tôi sẽ học hỏi, tôi làm cái việc đấy. Và có thể là nay tôi làm một quy mô này, mai tôi làm một quy mô khác, lĩnh vực khác. Nhưng tôi chỉ đi trong cái lĩnh vực tư vấn về quản trị pháp lý doanh nghiệp thôi. Hoặc có những người ta đi, người ta làm chuyên sâu về tư vấn về pháp lý bất động sản chẳng hạn. Thì người ta sẽ làm chuyên sâu như thế và không bao giờ người ta có nhu cầu người ta làm quản lý. Và người ta xác định đấy là điểm mạnh của người ta. Thì quan trọng nhất là mình xác định là điểm mạnh của mình là cái gì. Khi mà ví dụ như Việt Anh đã làm quản lý một doanh nghiệp nhé, Việt Anh biết là ngoài những cái công việc chuyên môn của em biết là đương nhiên có thể là biết chuyên sâu hoặc không chuyên sâu, nhưng em sẽ biết toàn bộ cái phần đấy. Nhưng mà em sẽ phải làm thực hiện rất nhiều khác của một ông chủ doanh nghiệp, từ quản trị con người, từ hạch toán, tài chính kế toán, đúng không, pháp lý cũng phải biết. Thế nhưng mà cái đấy là em cũng phải có khả năng, và em biết là điểm mạnh đấy của em có thể làm được, em có thể làm người quản lý được thì em mới làm. Chứ còn nếu mà em thấy là ở cái việc đấy em không làm được thì em sẽ định hình em đi theo một kiểu khác, đúng không? Đúng đấy rồi. Thì quan trọng nhất là cái việc xác định được là cái thế mạnh của mình là gì. Thế thì ví dụ như chị nhá, thì chị từ lúc chị đi học thì chị cũng thường là cứ làm lớp trưởng hoặc là làm lớp phó hoặc là làm bí thư. Thì những cái đấy là cái khả năng từ bé mình cũng biết là mình, à, khi mình quản lý một đội nhóm thì mình có khả năng quản lý được, mình tổ chức công việc được, mình có thể đâu đấy mình truyền lửa được cho mọi người. Thì khi làm chuyên môn thì chị cũng định hướng là chị rất thích nghề đấy và chị phát triển theo nghề đấy và chị có thể làm quản lý trong nghề đấy. Thì toàn bộ cái quá trình đấy thì không chỉ là mình học hỏi về chuyên môn mà mình cũng sẽ học hỏi từ các anh chị quản lý. Nếu như tôi quản lý con người để tôi giữ được nhân sự làm cùng với mình thì mình sẽ phải làm những gì và mình làm thế nào để mình build up được đội nhóm tốt nhất có thể để làm tốt nhất cái công việc mình được giao và mình có thể phát triển, có lộ trình thăng tiến nó tốt hơn. Đối với nghề của chị nhá, thì không, nếu mà giới hạn là chỉ làm trong một lĩnh vực ấy thì em chỉ có thể làm ở một nơi. Nhưng mà nếu em xác định được rằng là nghề đấy em có thể làm bất cứ đâu thì em lại phải có cái xác định từ đầu là tôi làm pháp chế đấy và tôi nghĩ là tôi sẽ phát triển lên làm vị trí quản lý, có thể là trưởng nhóm, trưởng bộ phận, trưởng phòng hoặc giám đốc pháp chế, và tôi đi theo cái nghề đấy như thế. Thì ngay từ đầu mình cũng phải xác định là nếu làm như thế thì ngoài cái việc phát triển về chuyên môn, mở rộng về cái phạm vi thì mình cũng phải có những cái khả năng mình học hỏi về quản trị. Và chuyên môn như chị có chia sẻ với em là nếu như chị xác định chị không có khả năng làm quản lý mà chị sẽ đi sâu về chuyên môn thì chị sẽ cả một cái lộ trình ngay từ đầu, chị sẽ xác định là chị sẽ chọn một cái ngạch nào đấy mà chị yêu thích nhất và chị cứ đi như thế. Nhưng mà vì chị đã xác định từ đầu là chị có khả năng quản lý và nếu như muốn làm một người quản lý trong lĩnh vực pháp chế của một doanh nghiệp thì trong đấy thì chị không thể nào chị chỉ biết mỗi pháp lý về quản trị doanh nghiệp được, mà doanh nghiệp đấy kinh doanh gì, ngành nghề gì thì chị phải có cách để chị học hỏi và chị tư vấn được cho người ta ở cái phần đó. Và đặc biệt là khi mà làm một cái người mà quản lý trong lĩnh vực pháp chế trong một doanh nghiệp ấy, thì cái điều đầu tiên chị luôn nghĩ là mình với vai trò đấy thì làm thế nào để doanh nghiệp an toàn nhất trong lĩnh vực pháp lý và người đại diện theo pháp luật người ta cũng cảm thấy an toàn khi mà mình làm một cái người đại diện về chuyên môn, mình tư vấn cho ban lãnh đạo và cho công ty đấy về lĩnh vực pháp lý. Thì để mà làm được việc đấy thì đương nhiên chị phải hiểu biết về tất cả những cái vấn đề liên quan đến pháp lý của một cái lĩnh vực kinh doanh, chứ nó không thuần là một góc nào đấy như một người làm chuyên gia. Thì cái khả năng mà mình học hỏi, tìm tòi và mình luôn luôn mình để ý thì trong tất cả những cái công việc hàng ngày từ lúc mà bắt đầu sự nghiệp cho đến toàn bộ quá trình sau này thì cực kỳ quan trọng. Lý do vì sao mà chị không từ chối những công việc không liên quan đến chuyên môn, tại vì là
tất cả những cái vấn đề mà tư vấn pháp lý nó đều là một cái tư vấn cho những cái công việc, những cái hành vi phát sinh hàng ngày thôi. Mình nghĩ là nó là cái gì đấy, nó rất là kiểu gọi là gì nhỉ, formal và nó rất là quy phạm ấy. Vâng. Nhưng chị thì chị hiểu rất là thuần là các quy định pháp luật là điều chỉnh tất cả những cái hành vi của các cá nhân tổ chức phát sinh hàng ngày và đưa ra một cái hành lang pháp lý chung. Ví dụ như chị muốn tư vấn cho Việt Anh nhé. Vâng. Thì chị cũng phải hiểu là nếu như Việt Anh làm về lĩnh vực truyền thông như thế thì khi mà truyền thông ra bên ngoài thì sẽ liên quan đến vấn đề gì, đúng không? Vâng. Liên quan đến hình ảnh, liên quan đến bản quyền, đúng không? Vâng. Trong những cái hình ảnh bản quyền đấy thì cũng có, ví dụ thuần đây chị nhìn đây có một nhãn hiệu, đúng không? Vâng. Nhãn hiệu đây Việt Anh được sử dụng như thế nào? Thì vâng, nếu mà chị không có sự va chạm, chị không có những cái mà chị làm ra ngoài ngành thì chị sẽ không biết được là liệu khi chị tư vấn cho Việt Anh thì chị đã định hình như thế nào. Nhưng mà nếu như mình đã xác định là mình làm như thế thì luôn luôn có sự để ý hàng ngày luôn. Chị kể cả trong những cái thứ mà không liên quan đến cái lúc mà chị làm việc, chị đều để ý hết. Và nó thành một cái phản xạ. Và khi phản xạ như thế thì nếu như mình còn mù mờ cái gì đấy thì chị sẽ tìm hiểu rất là sâu, mặc dù đang không liên quan gì đến cái công việc chị đang làm. Vâng. Nhưng nó sẽ giống như là một cái quyển từ điển, mình cứ được build dần dần, mình cứ được lấp đầy dần dần. Và thành ra là nó lại cũng tạo cho, giúp cho mình ấy, là khi động đến một vấn đề gì đấy, chị đều có định hướng luôn cho cái việc đấy là chị sẽ xử lý như thế nào. Và vâng, tạo ra một cái phản xạ rất là nhanh. Có thể là ai đấy bốc máy hỏi mình là cái vấn đề này cũng chưa biết định hướng như thế nào cả. Có thể là chị chưa tiếp nhận thông tin bao giờ, nhưng trong đầu chị đã hình thành luôn là cái định hướng là chị có thể trả lời rất là nhanh. Còn chi tiết sau đấy thì chị có thể là đọc quy định, tìm hiểu quy định và chị đi chi tiết sâu hơn. Thì vâng, chị nghĩ là cái đấy là cái mà rất là quan trọng khi mà phát triển về nghề. Xác định được điểm mạnh của mình là gì và điểm mạnh đấy gắn với chuyên môn của mình thì lộ trình mình sẽ phát triển như thế nào. Vâng. Và mong muốn của mình là gì, đúng không ạ? Thế ví dụ như chị mà làm về cái nghề này thì chị hoàn toàn chị có thể mở rộng sang chị quản lý ở những lĩnh vực khác. Nhưng chị có mong muốn hay không? Và nếu như chị phát triển sang một cái lĩnh vực quản lý khác chẳng hạn, thì để mà lựa chọn cái khác thì chị sẽ đánh đổi cái gì? Và đánh đổi cái việc đấy thì chị có muốn hay không? Lại quay về câu chuyện là mình muốn gì? Và mình muốn gì thì thực sự khi mình muốn gì thì mình đều làm tốt nhất cái việc mình mong muốn. Nó đều xuất phát từ bản thân mình. Và mình cho dù có khó mấy thì khó thì mình cũng luôn có những cái rất là tích cực trong cái việc mình nghĩ như thế. Đương nhiên là chị nghĩ là mình cũng chỉ là người đơn thuần thôi. Nó sẽ không phải là 100% trong quá trình làm việc là lúc nào mình cũng có một cái năng lượng tràn đầy và mình không có một cái sự tụt bút nào đấy. Không, không, không phải là không có chuyện đấy. Nhưng mà vì mình định hướng được như thế nên những cái lúc mà mình mệt mỏi quá, những lúc mà mình cảm thấy nản quá thì mình cũng có thể lấy lại được rất nhanh sau đó do cái định hướng từ đầu của mình, do cái sự lựa chọn từ đầu của mình. Đấy, thế nên là có một cái câu mà lúc nãy Việt Anh hỏi chị ấy. Vâng. Và Việt Anh nói là làm thế nào để chị có thể duy trì được và chị có thể cân bằng được cuộc sống. Thực ra là cân bằng hay không cân bằng là do mình. Mình nghĩ là mình lựa chọn như thế và mình thích cái việc đấy. Thì đương nhiên là khi mình thích thì có những thứ mà mình sẽ không... không thể nào mà mình mong muốn là nó tròn trịa mọi thứ được. Thì mình chấp nhận cái việc đấy một cách vui vẻ. Vâng. Đấy, thì đấy là cái mà chia sẻ của chị khi mà phát triển về sự nghiệp. Và chị nghĩ là với các bạn trẻ bây giờ cũng thế. Quan trọng nhất là mình xác định được mong muốn mình làm gì và xác định được điểm mạnh của mình để mình đi theo điểm mạnh đó. Và khi đi theo điểm mạnh đó thì mình không lung lay. Vâng. Khó mấy thì khó, mình cũng phải tìm cách để mình vượt qua. Vâng. Đấy, trừ khi là có một cái rào cản mà không thể nào mà mình làm đi tiếp được theo cái định hướng đấy thì chị nghĩ là cái phần trăm đấy nó rất là ít. Còn đa phần là đều là như nhau hết. Và vâng, vui vẻ với tất cả những cái thứ mà mình sẽ phải trải qua. Vâng. Như vậy như em đang hiểu thì bất kể không phải là câu chuyện về môi trường tập đoàn hay môi trường nào cả, mà câu chuyện cốt lõi vẫn là mình có thực sự có một cái lộ trình phù hợp với chính mình hay không. Đúng. Và mình sẽ liên tục phải hỏi bản thân để tìm ra cái đó. Có người sẽ phù hợp để làm chuyên gia và được, mong muốn để trở thành chuyên gia. Có người lại như chị chẳng hạn là mong muốn kết hợp giữa chuyên môn và kỹ năng quản lý để phát triển trở thành quản lý. Thì điều quan trọng ở đây không phải là phát triển ở môi trường tập đoàn hay môi trường startup hay bất cứ môi trường doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà nó là phát triển làm sao để mình có thể đi đến tận cùng của cái thứ mà mình muốn, đúng không? Và chị nghĩ là cái việc đấy nó cũng không chỉ trong nghề của chị đâu, mà nghề nào cũng thế. Vâng. Thực ra là như kể cả nghề của Việt Anh cũng thế thôi. Có những người là
sẽ rất là giỏi về cái kỹ năng phân tích hình ảnh chẳng hạn. Vâng. Đúng không? Thì sẽ lựa chọn một cái ngạch nào đấy chuyên môn trong cái phần của Việt Anh đang làm. Nhưng có những cái, có người thì có cái khả năng viết lách hoặc lắng nghe rất là tốt, thì phân tích về nội dung, đề xuất về nội dung, làm đạo diễn về nội dung chẳng hạn. Đấy à. thì do là cái khả năng của mỗi người, đúng không? Thì mình sẽ chọn những cái ngạch riêng. Nhưng có những người như Việt Anh thì Việt Anh có thể làm được tổng hòa rất là nhiều thứ. Và như Việt Anh tiếp xúc với chị thì Việt Anh cũng biết là hỏi luôn chị cái gì khi mà chị sau một số lần chị em mình nói chuyện. Thì đấy là khả năng của mỗi người, và mọi người tự thấy điểm mạnh của mình, và mình định hướng là mình sẽ đi theo xuyên suốt cái việc đấy cho dù khó đến mấy. Giống như Việt Anh chia sẻ với chị là Việt Anh cũng không phải là không gặp khó khăn, đúng không? Vâng. Rất khó khăn, và Việt Anh luôn với một cái định hướng là Việt Anh sẽ làm cái việc đấy. Nên cho dù như thế nào thì Việt Anh cũng sẽ làm. Vâng. Hoặc là ví dụ như gặp chị mà chị cứ bận thế này, bận thế kia, nhưng mà công việc đấy Việt Anh đang yêu thích nên Việt Anh sẽ không từ bỏ cái việc đấy. Thì đấy, chị nghĩ là không chỉ trong nghề của chị đâu. Mà những người khác cũng thế, và với các bạn trẻ thì chị cũng mong muốn là có một cái năng lượng tích cực trong công việc, và có một cái suy nghĩ tích cực trong công việc, và có một cái định hướng mà nếu như mình thực sự mình quyết tâm mình đi đến cùng. Thì đấy là cái chia sẻ, và chị nghĩ là từ bản thân chị rút ra đấy. Là khó đến mấy cũng có thể vượt qua được. Và mỗi một lần mình vượt qua là mỗi một lần mình trưởng thành trong công việc. Đánh đập có, vấp ngã có, bài học to có, bài học nhỏ có, đều có hết. Nhưng mà sau mỗi một bài học đấy thì đều đem đến những cái giá trị nhất định cho bản thân mình. Và những cái giá trị đấy là những cái giá trị mà thực ra nó là vô hình ấy. Vô hình, và nó cũng giúp mình là đam mê, và mình vẫn tiếp tục mình làm tốt cái công việc đấy. Vâng, em rất là cảm ơn câu trả lời của chị. Thực ra thì em nghĩ là vừa nãy chị có đề cập đến một ý mà em cảm thấy rất là tâm đắc. Đó là việc chị nghĩ rằng là khi mình thực sự hiểu rằng mình muốn gì, và mình hiểu rằng lộ trình của mình đang đi như thế nào, thì câu chuyện cân bằng công việc, cuộc sống gì đó nó cũng không phải là một cái thứ gì gọi là nó sẽ đến một cách tự nhiên. Thì em tự soi chiếu lại chính bản thân mình, thì giống như là trước khi chị nói thì em mới nhận ra là đôi khi trong cuộc sống của em chẳng hạn, thì ví dụ như là công việc nó thành một phần cuộc sống rồi. Tức là nó sẽ luôn luôn ở trong đầu mình. Có những lúc mình thư giãn thoải mái thôi, nhưng mà nhờ cái đấy mình lại nảy ra cái ý tưởng này nó cho cái công việc của mình. Và khi mà mình cảm thấy rằng nó hài hòa như vậy, tức là em cảm giác là rất nhiều người sẽ có cái quan điểm là ví dụ mình phải phân tách giữa công việc và đời sống. Nhưng mà cái luồng quan điểm của em, từ trải nghiệm của em, thì em lại cảm giác là nếu mà nó gọi là work-life integration, tức là làm thế nào để cho công việc và cuộc sống nó không hẳn là hòa vào nhau đâu, nhưng mà nó gắn kết với nhau theo một cách rất là tự nhiên ấy. Với em cảm thấy là chuyện đấy nó khiến em cảm thấy tương đối happy, mặc dù là khối lượng công việc của mình sẽ có lúc nó kinh khủng, nó rất nhiều. Nhưng có những lúc thì nó rất nhiều những cái thứ căng thẳng, stress, rồi có những cái mà có những thời điểm mình sẽ cảm giác như mình đang làm những thứ mà mình không nghĩ rằng là có phương án, nhưng mà vì mình coi đó là một chuyện bình thường nên là cứ dần dần thì các cái nút thắt nó được gỡ ra. Và em nghĩ rằng là đấy là một cái lời khuyên hoặc là một cái quan điểm mà có thể là các bạn khán giả cũng nên xem xét. Tất nhiên là ở đây không nói rằng là đúng hay sai, đúng. Bởi vì có thể nó chỉ đúng với chị em mình. Đấy là lựa chọn của mỗi người. Chị nghĩ là luôn luôn là sự lựa chọn của mỗi người. Và sự lựa chọn đấy của mình thì chị vẫn nói là khi mình lựa chọn thì mình vui vẻ với lựa chọn đấy. Và chị không nghĩ là có một cái sự gọi là gì nhỉ, hài hòa cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình. Mình nghĩ là mình sẽ làm rất tốt công việc của mình, nhưng mình vẫn có nhiều thời gian để mình đi chơi, hoặc nhiều thời gian dành cho gia đình, hoặc nhiều thời gian để mình làm bất cứ cái việc gì trong bất cứ thời gian nào. Cái việc đấy là không thể. Và mình ở đây mình xác định là khi tôi lựa chọn cái việc đấy, nó cũng là một phần niềm yêu thích trong cuộc sống của tôi, trong công việc của tôi, thì mình sẽ cảm thấy là tất cả những cái thứ khác mà bình thường mình nhìn vào mình mình thấy thiệt thòi thật sự. Ví dụ lẽ ra giờ này mình không phải ngồi đây mình làm, mà lẽ ra giờ này mình được đi chơi với bạn chẳng hạn. Hoặc là bình thường như thế không quá nhiều thời gian về công việc thì mình có thể đi chơi với bạn chẳng hạn. Đấy, nhưng mà bây giờ mình không được thế, mình cảm thấy thiệt thòi. Nếu như mình nghĩ mình thiệt thòi thì thực sự nó làm mình gọi là bị đau về tinh thần rất là nhiều. Nhưng mình đang nghĩ là đây là một sự lựa chọn của mình về mặt nghề, về mặt công việc.
và mình chấp nhận có những cái việc mình cũng sẽ không thể nào mà mình như tất cả mọi thứ nó tròn trịa, nó như mong muốn của mình được. Và chị nghĩ là nó cũng không có, có cái gì gọi là quá xa vời. Như Việt Anh làm việc hoặc chị làm việc cũng là nhu cầu cuộc sống nữa mà. Đúng không? Đương nhiên là cuộc sống mình có rất nhiều thứ mình phải chi tiêu, mình chi phối, mình cũng cần làm để mình có thu nhập. Đương nhiên là cái việc thu nhập đấy nó gắn với công việc, gắn với mọi thứ của mình. Thì từ tất cả những cái thứ đấy thì mình lựa chọn cái gì, và cái lựa chọn đấy của mình cố gắng nghĩ với một cách tích cực nhất để mình làm. Đấy, chứ còn như Việt Anh thấy là có những lúc Việt Anh cũng cảm thấy rất là kinh khủng, đúng không? Những cái lúc kinh khủng như thế thì mình thấy là mình cũng không có nhiều thời gian cho gia đình đâu. Mình cũng thấy là mình không có nhiều thời gian để mình đi chơi đâu. Nhưng mà thôi, cái gì lựa chọn nó là lựa chọn. Và cái định hướng như chị là chị định hướng từ đầu về mặt công việc như thế, nên là có rất là nhiều lúc mà chị cũng cảm thấy mệt mỏi và chị muốn dừng một thời gian nhất định ấy để mình nghỉ ngơi hoặc là có một cái gì đấy để mình thay đổi. Thế nhưng mà trấn tĩnh lại một chút, mình thấy là những lúc đấy là vì mình quá mệt rồi. Mình nên có những cái cách để mình giãn ra một chút, mình lấy lại năng lượng một chút, thì mọi thứ nó lại quay lại từ đầu, là vẫn đi theo cái định hướng đấy của mình. Đấy, thì chị nghĩ là chắc là đâu đó chị với Việt Anh cũng giống nhau ở cái điểm như vậy. Và chưa chắc với mọi người, tất cả mọi người thì cái đấy là cái phù hợp. Nhưng chị nghĩ là nếu như ai đó mà cảm thấy phù hợp thì đấy cũng là một cái cách nhìn và giúp cho mình có thể phát triển cả về công việc cũng như là giải quyết những cái thứ suy nghĩ trong cuộc sống nó tốt hơn. Vâng. Vâng, em rất là đồng cảm và em rất cảm ơn chị về câu trả lời này, bởi vì em nghĩ là chắc chắn với mỗi cá nhân thì đó là lựa chọn của mỗi người thôi. Nhưng mà dù sao thì cái ý kiến của chị em mình nó cũng là một thứ mà có thể là với rất nhiều người nó cũng là một thứ đáng để tham khảo và để làm khác đi với những cái gì mình đang làm. Em muốn chuyển chủ đề sang một chút về câu chuyện pháp chế và quản trị doanh nghiệp, bởi vì em nhớ rằng là trong cái cuộc nói chuyện của chị em mình trước đây thì chị có nói rằng là người làm pháp chế thường thì người ta sẽ có những lợi thế khi mà làm quản trị, và rất nhiều người ví dụ như là ở nước ngoài chẳng hạn là người ta cũng thường để có thể quản trị một doanh nghiệp thành công. Vậy thì chị có thể chia sẻ cụ thể hơn rằng là những cái gọi là lợi thế của một người có background về cái việc này nhá, thì chị có thể lấy ví dụ từ Việt Anh luôn. Ví dụ như Việt Anh chẳng hạn. Nhưng nếu Việt Anh là người có background về pháp lý như chị, anh set up một doanh nghiệp, Việt Anh sẽ định hình ra là tôi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông này, bắt buộc tôi phải biết những cái quy định liên quan đến truyền thông. Đúng không? Vâng. Ví dụ như là luật báo chí này, rồi luật quảng cáo này. Vâng. Đúng không? Thế rồi về bản quyền tác giả này, đấy liên quan đến luật sở hữu trí tuệ. Thì những cái phần đấy thì bao giờ Việt Anh cũng có một cái khung định hình nhất định là khi em làm trong lĩnh vực này thì em sẽ phải tuân thủ những quy định nào. Thì khi mà em sản xuất hình ảnh, em xây dựng nội dung, em truyền thông ra bên ngoài thì em sẽ đi theo cái khung như thế này. Và nếu ra ngoài cái khung này thì em sẽ không làm nữa, thì không bao giờ em bị vi phạm. Thì đấy là lý do mà vì sao mà những người nếu như mà làm quản trị doanh nghiệp ấy mà có một cái background về pháp lý thì cực kỳ tốt cho doanh nghiệp đấy, và luôn luôn cảm thấy an tâm khi mình ra một quyết định gì. Thế còn những người mà không có background về pháp lý thì chị nghĩ là mỗi một doanh nghiệp ấy trước khi bắt đầu chuẩn bị một cái hoạt động kinh doanh thì cũng cần có một bên tư vấn. Là đấy, bây giờ vào hoạt động kinh doanh này thì cái khung pháp lý tôi phải tuân thủ nó là khung gì, và tư vấn cho mình cái khung pháp lý đó, và trong khung pháp lý đó thì cũng sẽ đưa cho em được tất cả những cái thông tin là quy định pháp luật đang là như thế này, và nếu như đi trong khung này thì không sao, nhưng đi ra ngoài khung này thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính như thế nào, hoặc có cái gì liên quan đến hình sự hay không. Đưa ra tất cả các khung thì em sẽ định hình luôn, và trong cái khung đấy em sẽ đi như thế. Và trong một doanh nghiệp như của Việt Anh nhé, thì ngoài cái phần về chuyên môn như chị chia sẻ thì còn liên quan đến lao động, đúng không? Vâng. Em có nhân sự mà, thì em phải tuân thủ luật lao động. Vâng. Đúng không? Thế em có liên quan đến bảo hiểm cho người lao động, đương nhiên là liên quan đến luật bảo hiểm xã hội rồi, đúng không? Thế liên quan đến những cái phần mà về kế toán của em, rất nhiều quy định luôn. Về thuế, đúng không?
về tài chính, kế toán, về kê khai như nào, hóa đơn chứng từ như nào đều có hết. Và những cái quy định đấy nó cũng không chỉ là trong cái việc em hạch toán đâu, mà trên cả những cái thỏa thuận hợp đồng khi em ký với đối tác, đúng không? Em ký thì em sẽ phải ràng buộc điều kiện gì để đảm bảo cho em. Ví dụ như em thuê ai đó sản xuất về mặt hình ảnh chẳng hạn, thì đương nhiên là cái yêu cầu của em với họ, em biết là anh phải tuân thủ về luật sở hữu trí tuệ, thì phải đảm bảo bản quyền ABC các thứ, mà nếu mà vi phạm thì sẽ đến mức là như thế này. Đúng không? Thì đấy là tất cả những cái thứ mà chị nghĩ là doanh nghiệp nào cũng thế thôi, to nhỏ thì đều nên có và nên biết. Và cũng đấy là lý do vì sao mà ở các nước phát triển ấy thì những người mà làm chủ doanh nghiệp ấy thì cái background về pháp lý hoặc có thêm một cái bằng về luật ấy là cần thiết, và họ cũng thường là họ có là vì thế. Thực ra ở Việt Nam cũng chị cũng thấy nhiều chủ doanh nghiệp là cũng có cái bằng luật, hoặc họ cũng có một cái tư duy về pháp lý rất là tốt, có cái họ định hình, họ ý thức được cái việc đấy và họ làm ấy, thì đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nếu mà mình tuân thủ đúng quy định pháp luật thì đương nhiên là khi mà mình hoạt động kinh doanh em cảm thấy cực kỳ yên tâm. Bây giờ ví dụ như Việt Anh, chị có hỏi Việt Anh thì Việt Anh nói là Việt Anh cũng có một người mà đồng hành cùng Việt Anh có background pháp lý, nên là Việt Anh rất là yên tâm và cảm thấy toàn bộ cái quá trình làm việc của Việt Anh thấy nó cũng suôn sẻ và rút ngắn được rất là nhiều. Thế từ cái quy định pháp luật đấy đến dẫn đến những cái quy trình nội bộ của Việt Anh được xây dựng rất là bài bản và làm rất là chuẩn chỉnh. Thì đấy, từ một cái ví dụ cụ thể của Việt Anh nhé, thì chị cũng chia sẻ với Việt Anh là vì sao là cần thiết và vì sao là một người làm chủ doanh nghiệp nên có ở những phần đấy nếu như có thực sự có điều kiện. Và khi nào Việt Anh có điều kiện mà Việt Anh đi học văn bằng hai về pháp lý, xem Việt Anh được kiểm chứng lại cái lời nói của chị xem có đúng không. Nhưng mà ít nhất bây giờ thì đâu đó Việt Anh cũng kiểm chứng được là một người đồng hành cùng Việt Anh cũng là một người có background pháp lý, đúng không? Em quá là yên tâm trong cái việc là khi xử lý bất cứ một vấn đề gì. Thì đấy là những cái mà chị nghĩ là cần thiết, thực sự cần thiết. Nhưng mà đến mức độ như thế nào thì cũng tùy theo quy mô phát triển của từng doanh nghiệp và cái mức độ đầu tư. Để mà có thể làm được cái việc đó. Nhưng mà ngược lại, em nghĩ là cái lợi thế thì mình thấy rất là nhiều. Và thực ra cá nhân em cũng trải qua cái hoàn cảnh là trước khi mà có, ở đây là anh Hiếu. Anh Hiếu là người đồng hành của em và đang lo tất cả phần gọi là về pháp chế, pháp lý, cũng như là cái phần nói chung back office nói chung. Thì em cảm thấy là mọi thứ nó diễn ra rất là trơn tru. Bất cứ khi nào mình gặp một vấn đề gì mình có thể hỏi ngay, và mình sẽ đảm bảo rằng là mình sẽ có một cái lời tư vấn làm sao gần như là mình không phải e ngại gì trong cái câu chuyện tiến lên cả. Thì đó thực sự là một cái điều mà em cá nhân em cảm nhận được khác biệt hoàn toàn. Và khác biệt đấy nó có thể được gọi là gì nhỉ, tức là nó được phản ánh dựa vào kết quả kinh doanh luôn. Và thì với cá nhân em thì em nhận thấy cái lợi thế của câu chuyện có background về mặt pháp lý, hoặc ít nhất là có một người có background về mặt pháp lý, pháp chế trong team của mình. Nhưng mà ngược lại thì em không biết là với góc nhìn của chị Hằng thì có hạn chế nào không ạ? Thực ra như này nhá, cái gì cũng có mặt ưu và mặt nhược. Thì chị nói luôn về dưới góc độ mặt ưu nhá. Thì đương nhiên doanh nghiệp nào cũng là cần thiết, và cái đấy là ưu điểm ấy, để mà cho một cái sự phát triển bền vững. Còn về cái mặt gọi là, chị cũng không nói đây không gọi là nhược điểm đâu nhá, mà nó có thể là hạn chế ở cái góc độ là nhìn như thế nào là đúng pháp luật và như thế nào là tuân thủ pháp luật ấy. Thì thực ra là những người mà làm chuyên môn như chị ấy, thì luôn luôn tư vấn cho cán bộ lãnh đạo là quy định là như thế này và định hướng làm như thế này thì nó sẽ ở trong cái khung tuân thủ. Còn để mà ra được quyết định ấy, thì thường là ý kiến chuyên môn của cái người tư vấn chuyên môn là người ta đi dưới góc độ thế. Nhưng người ra quyết định ấy, nếu mà hoàn toàn đi theo cái ý kiến chuyên môn thì đôi khi chưa chắc đã giải quyết được cái công việc đấy. Và nếu như người làm mà pháp lý doanh nghiệp như chị ấy, pháp chế doanh nghiệp ấy, mà thực sự cứng nhắc trong cái việc đấy thì có thể không phục vụ được cái hoạt động kinh doanh. Thế nên là với người ra quyết định thì thường là nhìn tổng thể trong tất cả những cái vấn đề, bao gồm cả pháp lý và những vấn đề khác, để đưa ra một cái quyết định phù hợp nhất cho cái công việc đấy cần quyết định. Và nếu như ở vai trò người làm tư vấn ấy, mà có một cái góc nhìn về mặt thương mại thì rất là tốt cho lãnh đạo. Thể nhìn thay lãnh đạo đó là quy định pháp luật là như thế này, tôi đưa ra nếu đúng quy định là như thế này, và nếu như để phục vụ cho công việc này thì có 1, 2, 3 phương án là như thế này.
thì tôi đề xuất là lựa chọn phương án này vẫn đảm bảo nhưng nó sẽ là cái thứ tối ưu nhất. Vâng. Đấy thì nếu mà làm việc được việc đấy thì chị nghĩ không có một cái hạn chế nào cả. Còn nếu mà thuần mà người làm tư vấn chuyên môn thì chỉ đúng góc độ chuyên môn thôi. Tôi cứ hỏi là cái này quy định pháp luật như thế nào, làm được không hay làm được không, cứ đưa ra quy định pháp luật. Còn làm được không hay là đấy là do anh chị tự quyết định, thì nó cũng sẽ có điểm hạn chế cho người lãnh đạo là ừ khi đấy mình phải suy nghĩ rất là nhiều hơn, là cân giữa cái phần này với phần này thì mình có quyết định mình làm hay không. Đấy thì đấy nó là cái điểm mà chị nghĩ là hạn chế trong cái việc là có một cái rào cản. Và đặc biệt là làm dưới góc độ chuyên môn trong doanh nghiệp ấy, thì đôi khi có những bộ phận họ bảo không, vì pháp chỉ cứ bảo như thế này là không được, nên lãnh đạo không quyết định, thì giống như là mình là một bước cản ấy. Em hiểu không? Em hiểu. Đấy, hiểu. Vâng. Chưa hẳn là đã cản lãnh đạo đâu, mà từ các bộ phận họ cảm thấy đấy là một rào cản cho họ ấy. Thế nên là rất là quan trọng ở cái người mà làm chuyên môn, nếu có khả năng mà nhìn được một cách tổng thể trong cái hoạt động kinh doanh đấy và tìm ra được hướng giải quyết trong cái khung quy định đấy để tư vấn cho các bộ phận hoặc tư vấn cho lãnh đạo, thì chị nghĩ là nó không có hạn chế nào cả. Còn nếu mà chưa đạt được đến cái việc đấy thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định, là có những việc sẽ không làm được. Vì quy định pháp luật nó là như thế rồi, không làm được. Nhưng mà hiểu được rộng ra hơn, tìm được những cái khía cạnh mà mình thấy là vẫn đúng luật mà, và mình vẫn có thể làm được, không vi phạm gì cả, và hiểu trên tổng thể một cái nội dung công việc, thì đấy là lại là điểm tốt là đằng khác ấy, chứ không phải là điểm hạn chế. Không biết như này có đúng không, nhưng mà cá nhân em đang hiểu rằng là nếu mà mình áp dụng những cái kiến thức hoặc là cái khung nó quá là cứng nhắc hoặc máy móc thì nhiều khi nó lại tạo ra sức cản đối với doanh nghiệp. Nhưng ngược lại thì ví dụ nếu mình có tổng hòa của câu chuyện là vừa có kiến thức về pháp lý nhưng vừa hiểu được việc kinh doanh, về thương mại của doanh nghiệp, thì mình có thể cân đối giữa hai yếu tố đó và mình đưa ra được các cái phương án tối ưu nhất. Và với bất kỳ ai, chẳng hạn như em là một chủ doanh nghiệp mà không có, gọi là không có cái background về mặt pháp lý, hoặc là ví dụ như chị là một người có background rất rất là thiên về pháp lý, thì cũng đều nên cố gắng làm sao để tổng hòa. Đúng. Và phát triển cái khía cạnh còn lại để mình có một cái cách nhìn nhận và tối ưu nó hiệu quả nhất, đúng không? Đúng rồi. Đấy là cũng là cái lý do mà lúc nãy chị Việt Anh có hỏi chị ấy về cái định hướng mà phát triển nghề của chị như thế nào ấy. Và chị cũng có chia sẻ là chị không từ chối bất cứ công việc gì, kể cả không phải là công việc chuyên môn. Tại vì chị nghĩ là mỗi một công việc khi mình va chạm thì mình đều hiểu về thực tế đấy như thế nào. Vâng. Đấy, và mình chỉ có thể là mình va chạm vào công việc thực tế thì khi mà mình tư vấn pháp lý về cái vấn đề đấy thì mình mới nhìn được ở cái góc cạnh là à, cái này để mà đạt được thì nó đến như thế này. Chứ còn nếu mà chỉ là có mỗi trích dẫn quy định ra không thì không giải quyết câu chuyện gì cả. Và cũng không cần đến mình. Tại vì em thấy cái công cụ tìm kiếm bây giờ quá là dễ dàng luôn, đúng không? Có khi có cả AI. Đúng, đấy. Thế nên là chị mới nói là để làm về cái nghề này nhá, thực sự nó là cả một cái sự đam mê đấy. Đam mê là mình sẵn sàng mình làm bất cứ một công việc gì. Chị trong quá trình làm việc từ lúc chị bắt đầu đi làm giờ, chị cũng luôn luôn được giao những cái công việc nhiều khi không liên quan gì cả, nhưng mà chị không từ chối. Và chị cũng nghĩ là làm việc gì đấy, kể cả không thuộc chuyên môn của mình, nhưng mình nghĩ là cái việc đấy là cần thiết và mình muốn làm, mình đều làm được. Và chị nghĩ là công việc nào chị giao mà chị nhận làm là chị đều làm được hết, mặc dù không liên quan đến chuyên môn. Vâng. Nhưng mà đấy nó là những, ngoài những cái phần mà mình sẽ cảm thấy là mình mất rất nhiều thời gian, mình phải làm thêm những cái việc đấy, nhưng được là rất nhiều cho cái phần làm nghề. Nếu mà chị không có những trải nghiệm đấy thì đương nhiên chị cực kỳ cứng nhắc trong vấn đề pháp lý. Vâng. Nhưng vì chị có rất nhiều trải nghiệm trong cái việc mà chị xử lý những công việc không liên quan đến chuyên môn, hoặc là mình kiêm nhiệm những công việc không liên quan đến chuyên môn, nên khi mà chị cần phải tư vấn cho ai đấy thì chị thường là chị nhìn ở cái góc độ khá là rộng để chị đánh giá và chị đưa ra ý kiến tư vấn. Thì đấy cũng là một trong những kinh nghiệm của chị khi làm nghề. Thì có thể là mỗi người có cái định hướng khác nhau, nhưng mà chị nghĩ là đấy là cái cần thiết ấy. Còn nếu mà không thì chỉ thuần là mình nhìn dưới góc độ quy định pháp luật, mình nhìn là à, nó có cái rủi ro này, rủi ro kia. Nếu mà nhìn về mặt rủi ro, cái nào cũng có rủi ro hết. Nhưng mình phải nhìn rộng ra là nếu là rủi ro đấy để mình làm mà nó lại đạt được cái kết quả tốt nhất ấy, và mình biết vận dụng
thì là vận dụng như thế nào cực kỳ quan trọng. Đấy, vì cũng chị nghĩ là không có một cái quy định nào mà nó quy định đến chi li chi tiết cho tất 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 các hành vi. Vâng. Ừ, gọi là em nghĩ là nó có một cái concept gọi là calculated risk, tức là rủi ro mà có tính toán. Thì thực ra là trong quá trình làm việc thì em nghĩ là mình nên luôn luôn tìm cách cân đối giữa câu chuyện. Đương nhiên là làm cái gì có rủi ro chị, em nghĩ là cái đúng rồi. Nếu như mà mình biết trước là tất cả mọi thứ nó đều ngon lành thì cuộc sống nó cuộc sống nó sẽ không như thế, đúng không? Vâng. Không có lên có xuống, hoặc là chị nói đơn thuần đấy là Việt Anh nghĩ là bây giờ Việt Anh đang định chạy từ đây lên bờ hồ chẳng hạn. Việt Anh nghĩ là có 3 cái đường đi. Đường đi này là ngắn nhất. Việt Anh nghĩ là khoảng nếu mà có hẹn đâu đấy khoảng 20 phút Việt Anh có mặt đấy. Vâng. Mà em xác định là đi đường đấy chắc chắn là ngắn nhất, nhanh nhất rồi. Nhưng chưa chắc, đúng không? Và mình cũng phải chấp nhận rủi ro, tôi đi đường ngắn nhất đi, nhưng biết đâu tắc đường hoặc có cái việc gì đấy không thể đến như thế, hoặc khi đi đường kia đấy. Nhưng mà nếu như em biết được rằng là không chắc chắn kết quả nó như thế thì đã chả nói làm gì, đúng không? Và mình phải luôn trong cái tâm thế là mình xác định là cái lựa chọn và cái phân tích đấy của mình nó có cơ sở, và thực sự là cơ sở ở đây là kể cả cơ sở về quy định pháp luật, cái thứ hai là cơ sở về mặt thực tế. Cơ sở về mặt thực tế thì chỉ có mình trải nghiệm, không có trải nghiệm thì chắc chắn là em sẽ không biết là thực tế nào. Thực tế Việt Anh kể cho chị thì làm sao mà chị biết được nào mà chị áp dụng, đúng không? Vâng. Chỉ là nghe thôi, nhưng mà thực tế đấy là thực tế chị đã trải nghiệm, thì đương nhiên là tổng hòa của những cái đấy là những cái thứ mà mình cũng sẽ ra được cái kết quả tốt hơn. Vâng. Nên không có cách nào khác ngoài cái việc là mình phải làm thôi. Vâng. Vâng. Em nghĩ đấy là một câu trả lời rất là hay và nó rộng hơn cái chuyên môn về mặt pháp lý đâu rất nhiều. Nó thiên về câu chuyện tư duy làm nào để mình có thể cân bằng. Và em nghĩ là đối với bất kể ai, ví dụ như chủ doanh nghiệp hoặc người làm chuyên môn, thì có lẽ là đều nên biết để có thể vận dụng trong cái lộ trình của mình để có thể trở nên maybe là toàn diện hơn. Đúng, quan điểm của em và chị nghĩ là trong công việc nào cũng đòi hỏi kỹ năng, là vì thế. Vâng. Thực ra kỹ năng nó cũng mình cũng hiểu một cái đơn thuần là cái việc đấy mình được làm nhiều lần lặp đi lặp lại nó tạo thành kỹ năng, đúng không? Vâng. Hoặc kể cả kỹ năng về cái mặt chia sẻ nói chuyện thì em cũng phải có nói, em phải chia sẻ nhiều thì em mới có kỹ năng đấy. Cũng không thể nào mà em chỉ có nghe xong đến lúc em nói được, em không có tương tác, em không nói được. Thì với bất kể nghề nào cũng thế thôi, nhưng nghề của chị cũng thế. Mình hiểu rằng là pháp chế là một phần rất là quan trọng. Em nghĩ là bởi với bất kỳ doanh nghiệp nào, nếu mà muốn phát triển một cách bền vững và lâu dài thì chắc chắn là đều nên có sự đầu tư nhất định cho phần này. Nhưng mà trên thực tế thì em nghĩ là cái đầu tư cho pháp chế lúc nào cũng là một khoản đầu tư, và em nghĩ với đặc biệt là với các doanh nghiệp khởi đầu, bọn em đã từng như vậy, ví dụ startup chẳng hạn, thì thực ra lúc đầu làm thì mình cũng không biết được rằng là mình sẽ phải đầu tư bao nhiêu, đầu tư cho cái gì, hoặc là mình sẽ kỳ vọng được sẽ đạt được kết quả gì. Vậy thì với rất là nhiều những chủ doanh nghiệp hoặc là những người đang muốn trở thành chủ doanh nghiệp mà khởi đầu về kinh doanh của mình đấy, thì không biết là chị Hằng có một lời khuyên nào đấy để mình có thể tối ưu cái bước khởi đầu để mình có một cái nền nó tạm ổn. Tất nhiên là nó chưa được gọi là hoàn hảo, nhưng mà nó tạm ổn. Chị có thể chia sẻ với Việt Anh như thế này. Cái ngày mà chị đi học đại học ấy, xong chị mới ra trường ấy, thì Việt Anh có biết là thời đấy là phát triển cái gì nhiều nhất trong cái nghề chị không? Đấy là dịch vụ đăng ký kinh doanh. À vâng, đăng ký kinh doanh hộ đúng không? Tất cả, từ hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, cái dịch vụ đấy là cực kỳ phát triển. Có nghĩa là khi mà em muốn bắt đầu một cái hoạt động kinh doanh nào, em chỉ nghĩ thuần là tôi thuê một đơn vị đi thành lập cho tôi cái doanh nghiệp đấy thôi. Vâng. Tôi muốn kinh doanh ngành nghề này, và cái người tư vấn làm đăng ký kinh doanh hoặc là cái công ty luật tư vấn làm đăng ký kinh doanh ấy, thì họ sẽ tư vấn cho em là trong cái nếu mà hoạt động về ngành nghề này thì sẽ phải đăng ký cái mã ngành này và đi đăng ký kinh doanh như này, trụ sở như này, người đại diện theo như này, nội dung gì là hết, và không có một cái gì khác về cái nhu cầu đấy. Đấy là một thực tế cách đây khoảng hơn 20 năm khi mà chị ra trường, và cái thời gian đấy chị thấy cái dịch vụ đăng ký kinh doanh là cái dịch vụ cực kỳ phát triển. Và rất nhiều người ra thành lập doanh nghiệp, công ty tư vấn, các thứ mà cái dịch vụ này thu khá là nhiều tiền. Thế nhưng mà càng ngày càng phát triển thì cái mức độ về cần thiết cho cái nền tảng pháp lý của doanh nghiệp ấy, và đặc biệt là qua những cái thời kỳ khó khăn ấy, thì những cái việc đấy thì các ông chủ doanh nghiệp thì xác định là nó cũng khá là cần thiết. Tuy nhiên là như cái câu hỏi của Việt Anh thì chị cũng hiểu là không phải ai cũng sẵn sàng đầu tư một cái khoản chi phí cho cái phần pháp lý mà mình thấy là cần thiết. Trong rất nhiều cái lựa chọn và những cái phần phải chi trả
thì nó theo thứ tự ưu tiên đúng không ạ? Vâng. Đang phát triển rất là khó khăn, rất nhiều khoản chi phí tôi cắt của phần A, phần B, phần C. Tại vì doanh nghiệp bây giờ vốn cũng không có mấy, hoạt động kinh doanh cũng không có mấy, thôi cái gì tự làm, tự nghĩ, tự làm được thì mình sẽ như thế. Và nghĩ rằng pháp lý thì cũng chưa cần thiết, nó cũng là thứ tự ưu tiên thứ mấy ấy, chưa cần thiết ở đấy. Nhưng mà với quan điểm của chị thì chị nghĩ là như thế này, với khoản chi phí nào thì nó cũng sẽ tương ứng với cái phần mà mình lựa chọn về đầu tư thôi. Thì thực ra với cái phần pháp lý, như chị nói với Việt Anh là khi khởi đầu một cái doanh nghiệp ấy, thì mình định hình là mình kinh doanh trong lĩnh vực nào, thì mình sẽ, nếu như mới là startup chưa có khả năng chi trả để tuyển dụng một nhân sự thực sự cứng về làm pháp chế trong doanh nghiệp, thì hoàn toàn mình có thể lựa chọn những đơn vị tư vấn để người ta xây dựng một cái khung pháp lý cho mình. Ví dụ như em đặt hàng là đây, em chuẩn bị em thành lập một cái công ty chuyên kinh doanh về dược phẩm chẳng hạn. Thì nếu như kinh doanh về dược phẩm thì tôi phải tuân thủ những cái quy định nào trong cái hoạt động kinh doanh đấy. Doanh nghiệp của tôi khi mà thực hiện thì tôi phải tuân thủ những quy định nào để cho toàn bộ cái hoạt động của doanh nghiệp ấy đi đúng cái quy định, và họ sẽ xây cho em một cái khung như thế. Thế thì ví dụ như một cái công ty mà kinh doanh về dược phẩm như thế chẳng hạn, đương nhiên những cái quy định về luật doanh nghiệp thì anh phải tuân thủ rồi. Luật doanh nghiệp quy định là trong đấy mô hình kinh doanh của em là công ty trách nhiệm hạn một thành viên, hai thành viên, công ty cổ phần hay công ty hợp tác liên doanh gì đấy, thì trong mô hình đấy thì em phải có cơ cấu tổ chức như thế nào. Cơ cấu tổ chức đấy thì tất cả những cái phê duyệt những quy định nào liên quan đến quản trị doanh nghiệp là phải tuân thủ theo cái đó. Và để tuân thủ theo cái đó thì trước khi thực hiện thì em phải thực hiện những cái thủ tục gì đấy, chị nói ví dụ như thế. Hoặc là công ty có bắt buộc phải, ví dụ công ty cổ phần có bắt buộc phải có ban kiểm soát hay không, nếu thuộc đối tượng phải có thì em cũng đã nhìn thấy là em phải làm những cái việc đấy rồi. Vâng. Hoặc là về mặt kế toán, quy định về hạch toán như thế nào trong luật có hết, thì đấy là về pháp lý quản trị, thì họ sẽ đưa cho em một cái hành lang như thế. Trong tiếp theo là đến viện vấn đề về nếu như em đã thành lập doanh nghiệp có xuất hiện người lao động, đương nhiên nó cũng là một phần quản trị của em, là em phải tuân thủ gì về luật lao động, về bảo hiểm cho người lao động, đúng không? Những vấn đề mà những cái ngành nghề mà nó liên quan đến lại còn cả tai nạn lao động nữa cơ, thì là phải tuân thủ cái gì, thì tất cả những cái đấy thì mình cũng biết là trong khung đấy mình sẽ phải làm gì. Thế xong tiếp theo là đi đến về kế toán, em phải hạch toán theo chế độ nào, thuế em phải tuân thủ như thế nào về thuế thu nhập doanh nghiệp, đúng không? Thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, đấy tất cả những cái khoản đấy như thế nào thì có một cái khung cho em. Xong mà đến cái phần là liên quan đến cái hoạt động kinh doanh chính. Hoạt động kinh doanh chính đến ngành nghề của em là gì, có phải xin cấp phép, có điều kiện hay không, trong cái khung cấp phép đấy thì em phải thực hiện như thế nào, đúng không? Thì tất cả những đấy cho mình một cái khung, và mình thuê một đơn vị tư vấn, họ đưa khung nhìn thấy ban đầu. Ông chủ doanh nghiệp nhìn vào này, à tôi biết là như thế này này, thì khi tôi vào tôi hoạt động thì tôi khung đấy tôi làm đã. Thế nếu như trong quá trình làm tôi có vấn đề gì phát sinh, tôi lại thuê tư vấn tiếp. Thuê tư vấn thì cái cách tư vấn là gì, chọn cái đơn vị tư vấn hoặc cái người tư vấn họ cũng đã có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đấy rồi. Vâng. Thì để mình, thứ nhất là mình có ngay cái phương án để mình sử dụng, cái thứ hai là cũng tối ưu được cái chi phí. Thay vì trả lương cho một người thường xuyên làm thì tôi chỉ trả lương theo sự vụ thôi, vì tôi cũng định hình được cái khung cơ bản rồi, đúng không? Vâng. Trả chi phí đấy và những cái sự vụ phát sinh như thế đấy, thì đấy cũng là một cái cách. Còn khi mà phát triển đến ở một cái quy mô lớn hơn và có đủ khả năng chi trả để mà xây dựng một bộ phận pháp chế chẳng hạn, thì hoàn toàn khi đấy mình có thể đầu tư, và đầu tư theo cái nhu cầu của mình, theo cái mức độ của mình. Kể cả khi mà đầu tư vào một cái bộ phận pháp chế như thế rồi, cũng không nhất thiết là phải có đầy đủ những cái người mà đứng đủ ở trong những cái vai như thế. Có thể đâu đó những cái dịch vụ mình thuê ngoài thôi. Vì cũng không nhất thiết, thì tùy theo mức chi trả thì người lãnh đạo, người chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn cái phương thức phù hợp, và để cho mình cảm thấy là mình luôn luôn có một cái khung pháp lý để mình phát triển doanh nghiệp và tuân thủ và không có bị vi phạm. Thì cái đấy là cái mà lựa chọn ở từng giai đoạn và từng cái khả năng đầu tư cho cái phần đấy, nhưng chị nghĩ là cần thiết. Vâng. Và hoàn toàn có thể làm được. Vâng. Như vậy là em đang tạm hiểu rằng là cái câu chuyện khó khăn nhất và cần phải tập trung nhất với bất kỳ doanh nghiệp nào khi mà mình thực sự nghiêm túc về câu chuyện là mình sẽ muốn phát triển một doanh nghiệp gọi là lâu dài, thì mình sẽ phải xây dựng một khung pháp lý. Khung pháp lý đấy có thể là
nếu mà người chủ doanh nghiệp có thể tự xây dựng thì quá tốt, mà em nghĩ trường hợp đấy rất là thấp, chắc là cũng phải là những người có lẽ là background như chị Hằng bây giờ mà đi ra làm doanh nghiệp thì mình có thể tự xây dựng được những cái như thế. Nhưng mình hoàn toàn có thể sử dụng dịch vụ của các bên tư vấn. Được. Và dựa vào đó thì mình có cái khung, và xong các sự vụ cụ thể thì có thể là với cái khung đấy thì mình sẽ ưu tiên cái gì làm trước, cái gì làm sau, và cái gì sẽ đầu tư tài chính hoặc là đầu tư thời gian, công sức để làm. Và nếu mà phát sinh thêm các sự vụ thì mình lại hoàn toàn có thể lại thuê hoặc nhờ tư vấn để xử lý từng vấn đề. Ví dụ như trong trường của em ngày xưa, em nhớ là chẳng hạn như ngay cả chuyện đăng ký doanh nghiệp đi, nhiều khi em có cái khung là à bây giờ thành lập một doanh nghiệp mới thì phải đăng ký doanh nghiệp này, phải ví dụ như là phải làm ngân hàng, thuế, rồi tất cả các, rồi các cái sự vụ có một cái checklist. Nhưng mà ví dụ với cái việc chẳng hạn như đăng ký chẳng hạn, thì có khi em lại thuê một bên bên ngoài để người ta làm cho mình cho nó nhanh, bởi vì có thể là nguồn lực của mình nó nên tập trung để làm các cái công việc khác mà nó phù hợp hơn. Thì em nghĩ rằng cách tiếp cận đấy là một cách tiếp cận mà có thể là với rất nhiều chủ doanh nghiệp, khi mà nhìn vào vấn đề hoặc là câu chuyện pháp lý thì sẽ nghĩ rằng là nó một cái gì đấy rất là trông thực sự là quá nhiều, thì ít nhất là họ sẽ có một cái điểm khởi đầu để từ đấy họ sẽ xây dựng tiếp. Nhưng mà nếu mà trong quá trình như chị có chia sẻ là ví dụ khởi sự mình như vậy đi, nhưng mà khi mà mình đến một cái quy mô lớn hoặc là mình đến một quy mô nào đấy mà mình có sẽ cần một cái bộ phận pháp chế riêng, vậy thì không biết là mình có cái quy tắc hay là cái phương án hay cách thức nào đấy để xây dựng cái bộ phận pháp chế này không chị? Thực ra chị nghĩ là cái này là do nhu cầu và cái cách nghĩ của ông chủ doanh nghiệp. Vâng. Chị nói ví dụ nhé, trong trường hợp cụ thể của Việt Anh cũng có cái lựa chọn về đầu tư chi phí đấy đúng không? Vâng. Việt Anh không tuyển, nhưng Việt Anh có đối tác hợp tác với Việt Anh là một người làm trong nghề. Vâng. Đúng không? Thì là cái lựa chọn đấy là lựa chọn của mình cho cái lộ trình phát triển và xây dựng cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Và cái sự cái để xây một bộ phận pháp chế nhé. Nếu như dưới góc độ chuyên môn là chị là người chịu trách nhiệm về pháp chế thì chị sẽ biết rằng là người chủ của mình đang muốn là như thế này, trong cái phạm vi như thế này, thì chị sẽ biết định hình là với quy mô như thế, với chi phí như thế thì chị sẽ xây dựng là như thế nào. Đương nhiên về phần quản trị doanh nghiệp thì chắc chắn là phải có rồi. Vâng. Quản trị doanh nghiệp đấy thì xác định luôn mình có cái khả năng đấy rồi, thì nhân viên mình cần ở mức độ nào. Chị sẽ không cần ở mức độ chuyên gia, chị sẽ cần ở mức độ gọi là chuyên viên thôi. Vâng. Chị có thể đáp ứng được, đúng không? Tùy theo nhu cầu nhé. Ví dụ như là kể cả doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ, là đang là cái ưu tiên trọng yếu là như thế này, thì đối với phần chuyên môn sâu trong cái lĩnh vực đấy chẳng hạn, thì mình thấy là cái lĩnh vực này là lĩnh vực mới, hoặc lĩnh vực này phát sinh rất nhiều những cái sự vụ khó, thì chị lại ưu tiên hơn cho cái phần chuyên môn sâu ở phần tư vấn rồi. Vâng. Hoặc là phần kiểm soát tuân thủ pháp lý đấy. Thế còn quản trị doanh nghiệp thì có chuyên môn sâu thì đương nhiên là rất tốt rồi, nhưng chi phí là bao nhiêu, mình cân giữa các vấn đề mình đang cho là trọng yếu, thì cái vấn đề trọng yếu đấy thì cũng là từ người chủ doanh nghiệp và cũng từ chính những cái người quản lý đấy, người quản lý cái bộ phận đấy, thì để xác định xem mức độ cần thiết như thế nào. Cùng là quản lý, chị nói thật là không phải là tất cả các lĩnh vực chuyên môn mình đều giỏi được hết, mình không có thời gian để mình giỏi tất cả, nhưng mà mình đều biết, và mình biết là những điểm này ấy thì thực sự nó cũng là một cái lĩnh vực mới hơn tất cả những nội dung khác của mình, thì có khi mình cần một cái người đồng hành cùng với mình phải thực sự chuyên sâu, thực sự có nhiều cái kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực đấy, thì mình sẽ tuyển dụng như thế. Thế nên là ở đây là khi mà xây dựng một bộ phận thì nó liên quan đến nhu cầu từ chính doanh nghiệp, nhu cầu từ chính bản thân cái người quản lý đấy, trong tổng hòa những vấn đề người ta quản lý đấy và người ta chịu trách nhiệm đấy, thì cái phần này người ta là thế mạnh rồi, thì người ta sẽ là cần cấp dưới là ở mức này thôi. Nhưng có những phần thực sự nó khó và cũng cần có những cái người mà có kinh nghiệm cùng như thế để đồng hành, thì họ sẽ tuyển dụng ở mức độ cao hơn. Và khi mà mình cân như thế, đương nhiên nó liên quan đến chi phí. Giữa 10 đồng mình bỏ ra thì mình biết là phần này mình để 2 đồng, phần này mình để 5 đồng và phần kia mình để 3 đồng chẳng hạn, thì tự cân như thế và tuyển người phù hợp. Đấy là cái mà khi mà mình xây dựng một cái bộ phận pháp chế. Vâng. Kể cả chủ doanh nghiệp cũng thế, tuyển người đứng đầu một bộ phận đấy cũng tùy theo nhu cầu thôi, chứ cũng không phải là tất cả các doanh nghiệp thì đều tuyển một cái người ở một cái tầm giống nhau đấy. Thế kể cả Việt Anh cũng thế thôi, Việt Anh biết là mức độ cần thiết của Việt Anh cũng chỉ là như thế này cũng là đủ, và em cảm thấy là cái việc đấy cũng đủ cho em yên tâm rồi,
cũng không quá là phải phức tạp chẳng hạn, thì em sẽ đầu tư ở mức độ như thế, đúng không? Vâng. Thế còn khi nào mà em thấy là thực sự cái vấn đề này nó là vấn đề khó đấy, và em muốn phát triển lên một tầm doanh nghiệp cực kỳ lớn và em phải xây nền từ bây giờ, thì em cần một cái người phải là ở cái tầm đấy để mà có thể giúp em được chẳng hạn, thì lúc đấy em lại tuyển người ở một cái mức khác. Vâng. Đúng không? Đấy thì tùy theo cái quy mô và cái mong muốn phát triển và cái lộ trình sau này của một doanh nghiệp là sẽ là như thế nào. Vâng. Thì sẽ đầu tư xây dựng một cái bộ phận đấy như thế và tuyển người phù hợp như thế. Vâng. Em cũng rất chia sẻ về quan điểm này, bởi vì em thấy là lúc mà mình mới bắt đầu khởi sự kinh doanh thì lúc nào mình cũng ước mơ là ví dụ đến một ngày là mình sẽ tuyển toàn các ngôi sao về gọi là dẫn đầu trong lĩnh vực của họ vào trong doanh nghiệp của mình. Nhưng mà bọn em đã từng thử, tức là cũng đã từng có những người rất là xuất sắc ở nhiều môi trường. Như ví dụ thực chất thì trong bài toán của mình, thứ nhất là bài toán mình có thể là không phù hợp với cái skill và cái năng lực hay là cái mong muốn của người ta chẳng hạn thế, hoặc là nó cũng không thực sự gọi là, tức là giống như kiểu mình đang lãng phí một cái, mình đang có một khẩu súng, một họng súng rất là mạnh nhưng mà tự nhiên mình lại dùng nó với mục tiêu rất là nhỏ bé. Thế nhiều khi nó vừa lãng phí tài nguyên mà nó lại còn vừa khiến cho mình thực chất là mình cũng không đạt được những cái kết quả như mình kỳ vọng. Đó thì em rất là đồng cảm và rất là chia sẻ với những gì mà chị vừa mới chia sẻ, vì thực ra đến cuối cùng thì câu chuyện tuyển dụng hay tìm người nó vẫn phụ thuộc chính vào việc mình nhìn sâu vào business của mình và mình thực sự bóc tách nó ra xem rằng là mình cần đến mức độ nào. Đúng. Hầu hết mọi người thì như em ngày xưa là điển hình, tức là ngày xưa thì khi mình suy nghĩ thì mình gọi là mình, vì bọn em khởi sự kinh doanh mà em cũng không phải là có nhiều kinh nghiệm làm việc ở môi trường khác, mà em start up ra trường và em start up với Spyroom luôn, thì nhiều khi em hay gọi là mình không biết những gì mình không biết, mình cứ nghĩ rằng là tức là tìm một người nào đấy gọi là siêu nhân đi về thì có khi là người ta lại kéo được toàn bộ tất cả mọi thứ lên và làm được mọi thứ ở một cái level hay một cái tầm mà mình hiện giờ là mình đang chưa hình dung được. Nhưng mà trên thực tế thì dần dần em nhận thấy là thực ra mình là người chủ doanh nghiệp thì mình nắm rõ cái bài toán và mình nắm rõ cái ngóc ngách của doanh nghiệp mình nhất. Thế thì chính ra là mình phải dành thời gian và mình bớt lời suy nghĩ đi một tí. Bớt lời suy nghĩ câu chuyện là thôi mình tìm một người nào đấy vào để ghép vào, và mình sẽ thực sự xoáy sâu và mình nhìn vào bài toán của mình và tìm ra được cái mảnh ghép nó phù hợp nhất. Đúng. Thì nó vừa tối ưu mặt chi phí mà nó lại hiệu quả. Mà cái mảnh ghép mà em đang cảm thấy thiếu một phần ấy, vâng, là cái thứ mà em sẽ học được từ đấy. Vâng. Và em học thì có nhiều cách, bằng cách là em đi thuê dịch vụ một cái người ta tư vấn cho em. Vâng. Hoặc là em tìm một người về đồng hành cùng em, đồng hành của em có thể là nhân viên của em hoặc là đối tác hợp tác cùng em. Những cái kinh nghiệm của họ chính là những cái thứ mình học. Vâng. Chị cũng học nhiều từ nhân viên của chị chứ. Tại vì có những bạn ấy làm rất là chuyên sâu trong một cái lĩnh vực nào đấy. Vâng. Cái kinh nghiệm xử lý của bạn ấy, và mình không ngại học. Thực ra là mình học ở rất rất nhiều người khác nhau, cấp trên này, đồng cấp hoặc là nhân viên của mình, những bộ phận người ta làm chuyên môn, những người này ta làm chuyên môn khác. Đấy thì để mình hiểu xem là như thế nào. Và học đấy là cái học mà chị nghĩ là luôn luôn cần thiết. Học trong thực tế luôn, người ta làm như thế và cái cách vận dụng của người ta là như vậy là cần thiết. Thì cái mảnh ghép của em đi tìm ấy, nó cũng chính là những cái thứ mà em đang cảm thấy là em cần phải học cái phần đấy. Vâng. Đúng không? Vâng. Thì như chị cũng thế thôi. Chị cũng không biết Việt Anh như thế nào, nhưng mà chị không ngại hỏi. Kể cả không biết hỏi nhân viên của mình là chuyện rất là bình thường. Vâng. Đấy, và hỏi về mặt gọi là có nhiều lúc ấy, chị còn bảo là ôi chị đọc cái này chị cảm thấy là chị hiểu như thế này ấy, mà không biết là bây giờ mình có đang tỉnh táo mà mình hiểu cái này nó đúng hay không, em hiểu như nào, quan điểm của em như thế nào, hoặc là quan điểm của bạn như thế nào ấy. Cái chuyện đấy nó là rất là bình thường, vì là mình không phải cái gì mình cũng giỏi, không phải cái gì mình cũng có va chạm, và không phải cái gì mình cũng đã từng làm, từng xử lý, nên là cái chuyện đấy là chuyện rất là bình thường luôn. Và cái quan trọng là mình biết là mình cần gì ở thời điểm đấy thì mình tìm người phù hợp và mình đầu tư phù hợp. Thực ra cuối cùng đó là cơ câu chuyện này. Đầu tư bao nhiêu, đúng không? Đúng. Đầu tư tiền, đầu tư thời gian, đầu tư công sức, đúng không? Đều là đầu tư hết. Vâng. Thì là mình lựa chọn mình đầu tư cái gì thôi. Vâng. Nhân nói chuyện nhân sự thì em không biết là chị có một cái phương pháp hay là triết lý gì đấy khi đào tạo phát triển nhân sự mà dưới sự quản lý của mình không ạ? Thực ra chị cũng nghĩ là chị không có cái gì giấu nghề. Vâng. Khi làm việc với nhân viên ấy,
Và cái cách của chị là khi mà công việc càng nhiều thì cái việc đào tạo là càng cần thiết. Đào tạo cho chính cấp dưới của mình, đào tạo cho chính những bộ phận mà mình phải làm việc nhiều, tiếp xúc nhiều, và người ta đang là làm những cái công việc mà liên quan đến cái việc tuân thủ cái quy định pháp luật. Hiện tại thì cái việc triển khai đào tạo ở đây là đào tạo không chỉ cho nhân viên của mình đâu em, vì vì cái phần pháp lý nó cũng là cái khá là đặc thù. Nếu như trong khả năng có thể truyền tải được tối đa những cái phần kiến thức và những kinh nghiệm của mình cho chính nhân viên và cho chính các bộ phận, là bao giờ chị ưu tiên tối đa, đặc biệt là khối lượng công việc nhiều, thì chị luôn luôn có một cái tư duy là chị sẽ, vì mình làm quản lý ở trong một cái phần công việc chuyên môn khá là nặng, nhưng mà người thì luôn luôn ít. Thực ra trong các doanh nghiệp thì bộ phận pháp chế thường là chắc là bộ phận ít nhất của công ty ấy. Số người ít lắm luôn, nhưng mà lại xử lý khối lượng công việc rất lớn, rất nhiều, và phải tương tác với rất nhiều người, mà những cái người đấy là người đang chịu trách nhiệm về những cái phần mà nó liên quan đến chính cái việc tuân thủ pháp lý của doanh nghiệp. Thì cái ý của Việt Anh hỏi ấy, thì chị lại rộng hơn một chút về cái việc đào tạo, xây dựng đội ngũ trong nội bộ của cái bộ phận pháp chế đấy. Xây dựng nội bộ thì đương nhiên rồi, thứ nhất là quan điểm của chị không bao giờ chị giống nghề hết. Nghề ở đây thứ nhất là vì khi người ta vào trong một cái doanh nghiệp, vào trong một bộ phận của mình, thì việc đầu tiên là chị phải cho người ta hiểu hết về cái mô hình của doanh nghiệp đấy, về tình hình thực tế của doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, và cái cách thức xử lý về mặt công việc của chị trong đấy. Hoàn toàn mọi người nghe, mọi người học, và mọi người có thể phản biện. Chị có cách làm của chị, nhưng người khác có cách làm của người khác. Và nó là tổng hòa những cái thứ mà mình sẽ đào tạo hướng dẫn cho cấp dưới, và nó là cái sự phối hợp giữa hai bên để làm sao đạt kết quả tốt nhất. Và luôn luôn là gì, khi xử lý công việc thì những cái gì chị xử lý chị đều chia sẻ với nhân viên. Đương nhiên là những cái gì mà đang trong cái quá trình phải bảo mật thông tin thì không thể chia sẻ được rồi, nhưng kinh nghiệm sau những cái việc mà mình làm như thế mình, chị đều chia sẻ hết. Kể cả cái cách mà làm như thế nào đấy để đạt được công việc tốt nhất, từ trao đổi, giao tiếp, hoặc thực hiện những cái công việc nội bộ mà chị có kinh nghiệm và chị có khả năng làm được, chị đều đào tạo hết cho nhân viên. Chị cũng sẽ luôn luôn phân tích là ở dưới góc độ chuyên môn thì như thế này, dưới góc độ thực tế thì như thế này, và cái cách xử lý của chị thường là như thế này đạt được kết quả. Đấy, thế còn ngoài ra đào tạo về mặt kỹ năng thì chị luôn luôn có hướng kỹ năng cho các bạn là gì? Khi làm việc ở trong một doanh nghiệp thì có rất nhiều thứ, và đặc thù văn hóa của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, thì cái sự phù hợp trong doanh nghiệp là cái cách làm như này để mình đạt được kết quả tốt nhất thì mình sẽ đi theo như thế này, và cái cách thức xử lý tương tác với các bộ phận sẽ là như thế này. Thực ra cái đấy là cái rất là cần thiết em nhé, vì là nếu như không như thế việc không trôi. Chị với em cùng làm trong một một doanh nghiệp đúng không? Thì chị bảo thôi việc chị làm, việc em làm, cần thì tương tác, không thì thôi, và việc cũng chỉ cần đến như thế là xong. Có nghĩa là nó chỉ ở một cái mức độ, và tôi thấy là chỉ cần đến như thế thôi. Thì khi xử lý công việc có muốn đạt được kết quả cao nhất, nhanh nhất, nó sẽ là rất khó. Nhưng nếu như em có một cái kỹ năng về cái xử lý công việc nội bộ, giao tiếp nội bộ, và các bạn bên dưới của em cũng có cái kỹ năng đấy, thì công việc nó rất là trôi chảy, kể cả mà nhiều đến mấy, khó đến mấy, nó cũng rất là dễ. Và cái kỹ năng đấy là cái kỹ năng mà chị nghĩ là không chỉ bộ phận, chị vào bộ phận nào cũng thế. Đấy là cái cần thiết, và cái đấy là luôn luôn chị song hành với cái việc đào tạo chuyên môn và đào tạo kỹ năng đấy cho các bạn ấy, khi mà vào một môi trường của một doanh nghiệp, để phù hợp với cái văn hóa của doanh nghiệp đấy và cái mức độ cần thiết về mặt chuyên môn của doanh nghiệp đấy, phải yêu cầu đòi hỏi từ lãnh đạo. Thế còn đối với tùy theo từng quy mô, mình biết là quy mô kinh doanh như thế này, mức độ mở rộng là như thế này, thì mình sẽ có những cái đào tạo về mặt chuyên môn cho những cái bộ phận liên quan, mà mình cũng phải chịu trách nhiệm, mình kiểm soát pháp lý. Thì cái phần đào tạo của chị luôn luôn là ở trong cái thứ tự ưu tiên, nếu như tối đa cái khả năng có thể sắp xếp chia sẻ kinh nghiệm đào tạo thứ nào, bao giờ chị ưu tiên cái việc đấy, để chính cái phần đấy nó là giảm tải công việc cho mình đấy. Đúng rồi. Em cũng nghĩ thế. Với em thì em cũng dành rất nhiều thời gian để, gần như em nghĩ là cái vấn đề đào tạo nó thiên về câu chuyện tư duy nhiều hơn là thực tế về mặt chuyên môn là có nhé. Nhưng mà với trường hợp của em chẳng hạn, thì em sẽ thường là em làm việc với các bạn thì em dành rất nhiều thời gian cho câu chuyện là làm sao để hình thành được một cái cách thức xử lý vấn đề và cách thức tư duy tiếp cận vấn đề nó phù hợp, cộng với hiểu những cái giá trị cốt lõi, những cái thứ gọi là cơ bản, là để cho mọi người có thể tự đưa ra quyết định. Đấy là quan điểm của em về câu chuyện đào tạo và phát triển nhân sự.
Nhưng mà rõ ràng là với trường hợp của chị Hằng thì chắc chắn nó còn câu chuyện về chuyên môn nữa này, rồi câu chuyện về văn hóa, bởi vì nó còn rất nhiều các cái yếu tố mà khi mà mình làm việc trong một tập đoàn lớn thì còn rất nhiều sự va chạm, giao tiếp, kết nối với người này, người kia, bộ phận này, bộ phận nọ. Vì là ở trong cái câu chuyện đi làm ấy, kể cả như chị đi làm thế thôi, cái mức độ phù hợp, mình thấy phù hợp hay không, nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, đúng không? Vâng. Thế thì để mà mình giữ được nhân sự thì mình cũng phải luôn luôn tạo điều kiện cho các bạn ấy làm việc ở trong một cái môi trường và các bạn ấy cảm thấy là ừ, mình làm đấy mình cũng thấy phù hợp, thực sự phù hợp về mặt chuyên môn, phù hợp về mặt văn hóa làm việc, đúng không? Và cũng như họ đâu đấy họ cũng xác định giống như mình một cái cách thức khi mà mình đã gắn bó với một tổ chức, là đây tôi làm việc cũng là một trong những cái thứ tôi yêu thích. Vâng. Và tôi cũng xác định được rằng là à, khi tôi đã yêu thích ấy, thì tất cả những cái thứ khác ấy thì là trong này là tôi đã nắm được rồi, tôi biết rồi và tôi chấp nhận cái việc đấy, đúng không? Vâng. Không có một cái gì nó hoàn hảo cả trong một cái sự lựa chọn, và mình luôn luôn biết cái việc đấy và nhân viên của mình họ cũng hiểu được cái việc đấy, thì chị nghĩ là đấy là cái cách mà xây dựng một đội ngũ nhân sự trong một cái tổ chức và trong một cái bộ phận mà mình mong muốn. Và chị thì cũng luôn luôn là chị cũng hướng theo cái phần như vậy. Vâng. Em thấy là Vingroup thì trước giờ vẫn rất là nổi tiếng với câu chuyện là đào tạo ra những nhân sự, em nghĩ là về mặt năng lực là thuộc hàng đầu, top đầu thị trường. Chị là một người đã gắn bó Vingroup thời gian rất lâu, em nghĩ là không biết là chị có thể chia sẻ một tí về cái cách thức tiếp cận hay là cái phương pháp làm thế nào để Vingroup có thể đào tạo hoặc tuyển chọn được những nhân sự như vậy không ạ? Thực ra chị nghĩ ở đây là cái gì cũng có cái quan hệ hai chiều ấy. Vâng. Đúng không? Ở đây là quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động. Vâng. Thì để mà như chị gắn bó được thì ngoài cái việc là chị thấy là công việc đấy đúng là một cái nơi làm việc đúng là nơi làm việc mà chị được làm nghề và chị thích, thì cũng có một cái nữa là chị thấy là luôn luôn có cái sự công bằng. Vâng. Công bằng ở đây ý chị nói đến là công bằng là theo sức, theo khả năng thì đều được đền đáp xứng đáng theo như thế, và tất cả đều vì mục tiêu chung là công việc. Trong công việc bọn chị có thể là va chạm, có thể là tranh luận với nhau như thế này cũng chỉ vì mục tiêu công việc. Ngoài công việc ra thì tất cả mọi người đều rất là hài hòa với nhau. Vâng. Và cái cũng vì một cái yêu cầu tuân thủ tuyệt đối nên là khi làm trong một cái môi trường chị thấy nó khá là lành mạnh. Thực sự là cái đấy là cái thứ hai là tạo điều kiện cho mọi người cái khả năng học hỏi rất là nhiều. Học hỏi ở đây là được đào tạo từ những chuyên gia trong rất là nhiều lĩnh vực. Như chị chỉ học được tham gia rất là nhiều những cái khóa đào tạo về nghề cũng có, và về tất cả những lĩnh vực khác cũng có, nhân sự, marketing, quản trị các thứ, mọi chị đều được học, đều được trải nghiệm. Và có một cái mà chị nghĩ là phát triển rất là tốt, đấy là luôn luôn thử sức mọi người ở những cái lĩnh vực khác nhau. Và khi thử sức đấy thì mình cũng biết khả năng tối đa của mình là đến đâu, là như thế nào. Và cái khả năng đấy là cái khả năng mà luôn luôn làm cho mọi người vượt qua được giới hạn của bản thân. Và như chị nói là nó như chị bây giờ là cái kiểu cái phản xạ tự nhiên khi mà xử lý công việc nó rất là nhanh. Thực ra được làm với những người rất giỏi, rất nhiều đồng nghiệp giỏi, lãnh đạo giỏi thì đương nhiên rồi. Đồng nghiệp rất là giỏi, nhân viên của mình cũng thực sự giỏi và cho mình cái khả năng tiếp thu, học hỏi và xử lý công việc rất là tốt. Thì đấy là cái mà chị nghĩ là cũng tạo ra khá nhiều giá trị cho xã hội vì khi mà đào tạo xây dựng con người. Đấy, và cái mức độ chuẩn chỉnh, thực sự chị nói là cái mức độ chuẩn chỉnh của những người làm ở trong môi trường như bọn chị cực kỳ chuẩn chỉnh luôn. Về giờ giấc, tác phong, công việc các thứ. Thì đấy là những cái mà chị nghĩ là đem lại rất là nhiều và mọi người cũng đều nhìn thấy cái việc đấy, đúng không? Vâng. Khi tiếp xúc, khi làm việc thì đều nhận thấy cái việc đấy cả. Nhưng mà cái đấy như chị nói là đến từ hai chiều, từ một cái người chủ người ta đưa ra và người ta cũng luôn luôn mong muốn nhân viên của mình sẽ phải thực sự giỏi. Và cái người mà làm việc trong đấy, chính người lao động ấy, người ta cũng mong muốn người ta học hỏi, người ta phát triển. Và luôn luôn người ta một cái tư duy là lúc nào người ta cũng sẵn sàng học hỏi bất cứ một cái thứ gì để người ta làm tốt nhất cái công việc của người ta. Nên là dẫn đến có một cái đội ngũ chị thấy là giỏi và mạnh là vì thế, và cũng có khả năng thu hút được những cái người giỏi về. Vâng. Ừ. Đó, em cũng nghĩ đó là câu chuyện hai chiều. Tại vì thực sự thì nếu mà chỉ từ phía doanh nghiệp thôi
thì có thể là giống như kiểu mình push, mình đẩy. Ừ. Nhưng mà nếu mà thực sự bên còn lại không tiếp nhận, đúng, thì thực sự là nó cũng rất là khó để có thể phát triển được một cách gọi là đa dạng và toàn diện nhất có thể. Nhưng ít nhất là em nghĩ rằng là những chia sẻ của chị thì nó cũng cho mọi người, có thể là các khán thính giả, hiểu được rõ hơn cái cách thức để mình có thể phát triển hoặc mình có thể đào tạo. Có thể là sẽ rất nhiều bạn đang là chủ doanh nghiệp chẳng hạn, hoặc sẽ có những nhiều bạn đang muốn có thể là trở thành một phần của những doanh nghiệp lớn chẳng hạn, thì em nghĩ là các bạn cũng sẽ rút được những cái góc nhìn và những cái bài học từ câu trả lời của chị. Em còn một câu hỏi cuối cùng mà em thường hỏi tất cả các khách mời lên các show podcast của Spy Room, đó là nếu như có một lời khuyên dành cho các bạn khán thính giả đang nghe podcast này, vì em nghĩ là mình cũng đi qua rất nhiều những cái chủ đề, và chắc là chị Hằng cũng đã phần nào thông qua những câu hỏi của em thì cũng phần nào hiểu được rằng cái audience hay là cái tệp khán giả của kênh hoặc là của cái podcast này nó sẽ như thế nào. Thì nếu như có một lời khuyên dành cho những người khán giả đó thì chị sẽ khuyên điều gì? Nó có thể là bất cứ thứ gì. Thực ra nhá, lời khuyên của chị là gì? Thứ nhất ấy, lựa chọn cách nào và hướng đi nào, cho dù là công việc hay trong cuộc sống, thì mình vui vẻ với lựa chọn đấy và mình đi đúng cái lựa chọn đấy. Và luôn luôn có một cái nguồn suy nghĩ, một nguồn năng lượng tích cực để làm được cái việc đấy tốt nhất. Và không ngừng học hỏi bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Và tất cả những cái vấn đề mà xoay quanh những cái thứ mình lựa chọn ấy, thì đừng có suy nghĩ gì nó tiêu cực để mà làm giảm tất cả những cái thứ mà mình đã phấn đấu, mình đã làm. Và như hôm nay chị chia sẻ thì chị cũng mong muốn là đâu đấy những cái phần trải nghiệm của chị, những cái kinh nghiệm của chị thì cũng là một phần nào đấy mà một phần khán thính giả có thể tham khảo để mà quyết để mà xây dựng cho cái sự nghiệp của mình sau này trong bất cứ công việc nào. Cái phần của chị thì chị nghĩ là nó cũng là một cái phần riêng đâu đấy về nghề của chị, nhưng cũng có những cái phần nó là những cái phần chung. Thì những cái phần chia sẻ đấy thì với tâm thế là một người mà cũng nghe rất nhiều người chia sẻ những kinh nghiệm cho mình, thì chị cũng với vai trò là người chia sẻ lại cũng kinh nghiệm với người khác, thì là hy vọng những cái chia sẻ đấy của chị thì mọi người cũng ứng dụng được phần nào. Và ứng dụng như thế thì cũng đạt được một cái kết quả nào đấy như mong muốn, như định hướng của mình. Bạn có thêm một lời đầu năm chúc cho các anh chị chủ doanh nghiệp mong muốn là xây dựng một doanh nghiệp phát triển bền vững, thì có một cái nguồn đầu tư hợp lý về pháp lý để cho mình có một cái định hướng rõ ràng và thực sự là yên tâm. Vâng, em cảm ơn chị. Thực ra em nghĩ chắc chắn là podcast này những cái phần chung đấy là những thứ liên quan đến tư duy. Em tin chắc là nó sẽ là những bài học mà không chỉ là những chủ doanh nghiệp đâu, mà có thể là ngay cả những bạn trẻ cũng nên tiếp cận và sẽ học hỏi được rất là nhiều. Một lần nữa thì em rất cảm ơn chị Hằng vì đã dành thời gian đến chia sẻ với bọn em. Em biết là lịch của chị rất bận và công việc thì đương nhiên là nó sẽ có rất nhiều những cái vấn đề phát sinh, nhưng mà thực sự là việc mà chị dành được thời gian cho khán thính giả của Spy Room cũng như là của Arisino trong số podcast này, thì đối với em đấy là một điều mà em rất là cảm thấy trân trọng. Và em hy vọng là trong tương lai thì mình sẽ có những cái hoạt động khác, hoặc là những cái gặp gỡ, hay là những hợp tác, những trao đổi khác. Và hy vọng một lần nữa thời điểm đó nó xảy ra thì em vẫn rất là hy vọng được nhìn thấy chị Hằng vẫn tràn đầy năng lượng và vẫn rất là mong muốn năng lượng và mong muốn những cái, tức là có cái tinh thần chia sẻ giống như mình có ngày hôm nay. Em cảm ơn chị một lần nữa. Chị cảm ơn Việt Anh rất là nhiều. Và cũng như phần đầu là cảm ơn Việt Anh vì đã cho chị một cái cơ hội chia sẻ đến những anh chị em khán thính giả quan tâm theo dõi đến cái chương trình này của bên Việt Anh. Và những chia sẻ này thì thực sự là chị nghĩ là chia sẻ nào thì cũng có giá trị đâu đó ở một góc nhìn nào đó. Và hôm nay chị cũng được nghe những cái chia sẻ của Việt Anh, thì thực ra là đúng là chia sẻ mang tính chất hai chiều. Và chị cũng chúc cho Việt Anh với lại team của Việt Anh thì năm mới cũng sẽ có nhiều những cái podcast thực sự hữu ích cho anh chị em khán thính giả. Và những cái chia sẻ của kênh Spyroom luôn luôn là một nơi để anh chị em sẵn sàng có một cái phần mà đưa được
những cái phần hữu ích của mình đến với khán thính giả nhiều hơn. Vâng, chị xin cảm ơn chị ạ.